Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần rất là quen thuộc trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng ngọn sóng. Và trong bản tin tuần thì như thường lệ chúng ta vẫn có 3 phần. Phần thứ nhất đó là chúng ta sẽ đánh giá lại toàn bộ các cái kịch bản mà chúng ta đã đề ra trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ view những cái nhóm ngành rất là cơ bản, trụ blue chip và một số các nhóm ngành như là bất động sản, xây dựng rồi chứng khoán vân vân. Và cuối cùng thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi trao đổi với nhau một vài các cái ý về xu hướng thị trường chứng khoán trong tuần thứ ba, tức là tuần tới là tuần mà chúng ta sẽ đáo hạn hợp đồng phái sinh. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái vấn đề để chúng ta nói. Thì kết thúc tuần giao dịch ngày mùng 9 ngày mùng 6 thì cũng đã ra bản tin video số 129 129. Trong đó phân tích đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 9 đến ngày 13 tháng 11, trong đó VN-Index, VN30 và phái sinh thì VN-Index ở vùng 935 điểm hỗ trợ, VN30 ở vùng 900 điểm và phái sinh ở vùng 904 đến 905 điểm. Và tại thời điểm đó thì Hùng có đề cập đến câu chuyện là có hay không một cái sóng C chỉnh ở đây, đúng không ạ? Có hay không một cái sóng C chỉnh ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận và chúng ta sẽ đánh giá lại cái kịch bản ở trong tuần vừa qua như sau. Thì ở khi mà Hùng ra cái bản tin video số 129 đây, bây giờ Hùng sẽ đánh dấu lại một tí ngày mùng 6. Ngày mùng 6. Đây đây chính là ngày mùng 6 tháng 11, đúng rồi, bản tin video số 129. Thì tại thời điểm đó thì cũng có phân tích ở cái câu chuyện là VN Index của chúng ta ở vùng 935 điểm đó, ở vùng 935 điểm sau khi có một cái lực hồi, và cái lực hồi này thì nó hình thành cái sóng, cái điểm điểm hồi kỹ thuật ở đây thì cũng đã có phân tích rất kỹ ở trên cái bản tin video số 129. Vì sao lại có cái điểm hồi này? Đó chính là cái điểm của phiên ngày giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu của cái tuần mùng ra cái bản tin video số 128 tuần đi Quảng Trị đó. Đó, thì sau đó thì VN-Index chạm về vùng kháng cự 945 điểm đến 950 điểm, và tại cái thời điểm đó thì chúng ta có hai phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Khi mà đội về cái vùng 945 điểm thì VN-Index đã có hai phiên, và khi đó thì cũng tìm ra cái vùng 935 điểm. Thì cái vùng 935 điểm là vùng đó, là vùng để xác nhận xem là thị trường của chúng ta có hay không một cái nhịp chỉnh ở đây đó. Và đến phiên ngày thứ hai thì cái xác nhận đó nó đã không không có một cái nhịp xác nhận ở đây, đúng không ạ? Và VN Index của chúng ta đã có một phiên đánh bật lên, và phiên thứ hai là một phiên tăng rất mạnh của VN Index. Đối với chỉ số VN30 thì nó hoàn toàn tương tự như vậy, và tại thời điểm đó thì ông lấy ra một cái mốc ở đây là 900 điểm anh chị, 95 điểm, đó là cái mốc mà ở thị trường muốn làm cái gì thì làm đấy. Hùng có nhớ là Hùng vẽ cái mũi tên vàng ở đây đó, muốn làm gì thì làm, VN30 cứ đóng cửa ở trên vùng 900 điểm thì nó là ok. Còn cái chuyện nếu như VN30 của chúng ta mà bị gãy vùng 900 điểm thì như vậy là một cái sóng sóng chỉnh ở đây nó sẽ xác nhận. Và trong phiên ngày thứ hai thì chúng ta cũng thấy rằng là thị trường của chúng ta ở mức sâu nhất, trong cái mức giảm sâu nhất đó là vùng 903 điểm trong một cái nhịp test cung ở đây, và sau đó thì VN30 cũng tiếp tục có một nhịp, đúng không ạ, đánh lên trên vùng 900 điểm. Đối với chỉ số VN30 F1M thì Ung lấy cái mốc ở đây đó là mốc 904 điểm. Thì cái mốc 904 điểm này là cái mốc mà đã được cùng phân tích định lượng trong suốt ngày thứ tư, ngày thứ năm trên biểu đồ M5 của cái tuần giao dịch ra bản tin video số 128 ấy. Sau đó thì đến 100 bản tin 100 số 29 thì Hùng lấy cái vùng 904 đến vùng 905 điểm, đó là cái vùng hỗ trợ của phái sinh ở trong nhịp này. Và chúng ta cũng thấy rằng là trong phiên ngày thứ hai thì phái sinh đã có một nhịp tăng tương đối là mạnh, tương đối là mạnh, và cũng đánh lên vượt mốc 904 905 điểm. Và sau đó thì cũng có nói đến cái câu chuyện là cái mốc 900 điểm của phái sinh, đó là cái vùng hỗ trợ mà chúng ta cần quan sát, tức là hỗ trợ trên là 9504 đến 9505 và sâu hơn thì có thể là vùng 900 điểm. Đó là các cái ngưỡng, các cái cột mốc, cột tiêu để giúp cho chúng ta có thêm những cái định lượng. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích sâu hơn về thị trường chung.
Và cùng với việc đó thì Hùng có ra một cái bản tin video đó, video bản bản tin ở trên cái nhóm không chat, phân tích và điểm lại toàn bộ. Thì về cơ bản là chúng ta có các cái một cột mốc, cột tiêu đó, kịch bản nếu như VN Index, VN30 và Phái Sinh đều giữ được các cái cột mốc quan trọng trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, đó là hai cái phiên giao dịch bản lề để xác nhận xu hướng tiếp theo của thị trường. Còn đối với các vị thế mua mới thì chúng ta quan điểm là thận trọng, và chúng ta phải quan sát xem nếu như cái trường hợp mà VN Index bị bán gãy cái vùng 935 điểm thì như vậy là chúng ta sẽ phải xem xét để hạ thị trọng. Còn ngược lại, nếu như cái kỹ thuật của VN vẫn đóng cửa được ở trên vùng 935 điểm thì chúng ta có thể cầm nắm cổ phiếu. Và sau cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì trong tuần vừa qua chúng ta có rất nhiều các cái mã cổ phiếu để chúng ta mua. Rất nhiều các mã cổ phiếu mua. Bởi vì khi đó thì Hùng đã nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường của phiên ngày thứ hai, tức là xác nhận cái sóng C nó không có và xác nhận cái thị trường tiếp tục tăng tăng điểm. Chính vì vậy nên là rất nhiều các mã cổ phiếu đã được bắt trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thì tí nữa Hùng có những cái mã cổ phiếu nào bắt thì tí nữa chúng ta sẽ đi vào các cái phân tích, các cái chi tiết thì Hùng sẽ có một cái sự phân tích cụ thể hơn. Và một cái câu chuyện của chúng ta đó là gì? Thị trường chứng khoán thì Hùng có trao đổi với các anh chị rồi, đó là nó luôn luôn biến động, nó biến động theo từng phiên, và từng phiên đó thì giúp cho chúng ta có thêm các cái chỉ báo, các cái chỉ dẫn để làm gì, để chúng ta cầm nắm tiếp cổ phiếu này, rồi để chúng ta mua thêm cổ phiếu này, hay là chúng ta cần phải bán đi cổ phiếu. Thì sau cái phiên giao dịch ngày thứ ba, phiên giao dịch ngày thứ hai xác nhận rằng là thị trường của chúng ta có nhịp hồi thì rất nhiều các mã cổ phiếu chúng ta đã mua. Đó, bản thân là trong cái tuần video số 128 thì Hùng đã phân tích cái điểm tạo đáy tạo nền sau cái phiên giao dịch ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu, thì chúng ta cầm mã cổ phiếu nào thì chúng ta mua lại đúng mã cổ phiếu đó. Và các anh chị có thể check lại là từ cái phiên giao dịch ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thì gần như đó, tức là chính là cái phiên ngày 29 đến ngày 30 tháng 10, thì gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều hồi phục từ cái vùng đó, và những anh chị bán trong hoảng loạn là bán đúng đáy, khẳng định luôn là bán đúng đáy, bán đúng phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6, đó là bán đúng đáy. Thì ở thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, chính vì vậy nên là chúng ta phải có các cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày. Và như vậy trong tuần vừa qua, tức là kết thúc phiên giao dịch thứ 6 ngày hôm nay, thì đã có rất nhiều các mã cổ phiếu được khuyến nghị mua, đã được khuyến nghị mua, và có những mã cổ phiếu có những điểm mua đã về đến tài khoản. Thì tuần tới khi VN Index của chúng ta tiệm cận về vùng 900 đó, tiệm cận về vùng 970 điểm đến 975 điểm thì hàng của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Có thể là phiên ngày thứ tư đó thì thị trường có những cái điểm đổ lại hoặc chỉnh lại thì chúng ta đã sẵn sàng hàng, và hàng chúng ta sẵn sàng rồi thì chúng ta sẵn sàng để chúng ta có những cái nhịp chốt đó. Thì cái câu chuyện là cái thời điểm để chúng ta quyết định cân cổ phiếu, mua cổ phiếu nó rất là quan trọng ở trong một cái kênh xu thế. Chính vì vậy nên là Hồng Lê cũng khuyến nghị nếu như các anh chị mà chúng ta cảm thấy những cái phân tích của Hùng Lê mà ok thì chúng ta cũng có thể về để tham gia cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích toàn bộ các cái mã cổ phiếu cơ bản nhất của thị trường của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, VIX. Ở thời điểm hiện tại VIX đang có một cái nhịp phục hồi từ cái vùng ở đây, đó là vùng 198.5 đến vùng 100 điểm, và kháng cự ngắn của VIX ở đây là vùng 110 90 108 đến vùng 110, và trên quan điểm kỹ thuật thì VIX là một mã giữ nhịp thôi, còn những cái điểm mà chúng ta vào là chúng ta phải vào hỗ trợ và chạm kháng cự thì chúng ta bán. Đó, chạm kháng cự chúng bán. Xu hướng tuần tới thì VIX sẽ đi về ở cái vùng kháng cự 108 đến vùng 110, và có vượt được cái vùng này hay không thì cũng sẽ cần thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của các phiên giao dịch tiếp theo. Còn nhìn trên xu hướng tổng thể, xu hướng dòng tiền thì cái động lực đi của VIX ở tại cái thời điểm này nó đang khó khăn hơn rồi, bởi vì nó gần về với kháng cự. Vinhome, chúng ta tìm ra một cái điểm ở đây hỗ trợ của Vinhome 75, kháng cự của Vinhome ở khoảng vùng 81 đến vùng 81.5. Trong kịch bản xu hướng ngắn hạn thì chạm vùng hỗ trợ 70 thì Vinhome sẽ có những cái lực hồi, và cái lực hồi này thì đưa Vinhome về lại vùng 80 cộng. Các tài khoản mà đang cầm Vinhome thì chúng ta canh, thì chúng ta chốt. Cổ phiếu VRE, đó, cổ phiếu VRE là trong một cái nhịp mà chúng ta hoảng loạn chúng ta bán ở đây thì các anh chị là bán đúng đáy luôn, bán đúng đáy 25.
Từ vùng 25 này thì VRE đã có những cái nhịp tích lũy ở vùng 25 đến vùng 25.5, đây là vùng tích lũy tạo nền của VRE. Và trong tuần thì VRE đã có một nhịp đánh lên, đó, nhịp đánh lên và đưa cổ phiếu này về lại vùng kháng cự 27. Hiện tại là đóng cửa tuần 27.2 nhưng nó sẽ nhấp nhô ở cái vùng 27, trên cái vùng 27 này thì nó sẽ nhấp nhô thêm một vài nhịp, một đến hai phiên nữa, có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba. Và trên quan điểm kỹ thuật trong điểm ngắn hạn này thì VRE sẽ chạm lại về vùng kháng cự, đó là vùng 28 đến vùng 28.5. Đây là vùng kháng cự của VRE và cái nhịp hồi phục kỹ thuật từ vùng 25 về đến vùng 28 thì như vậy là cũng lãi được một ít rồi. Và thường là về đến vùng này thì các tài khoản người ta có hàng, người ta sẽ đem hàng ra, người ta chốt, nên các anh chị sẽ lưu ý giúp vùng lên. Sapeco trong thời điểm hiện tại có gì đột biến không ạ? SAB đã tạm thời tắt cái intraday. Sapeco hiện tại không có gì đột biến. Khi vùng hỗ trợ 180 và vùng kháng cự ở đây là vùng 195 thì Sapeco đang có xu hướng đi ngang tích lũy nền. Tín hiệu dòng tiền và đi dòng tiền mà đi như này thì gần như là không không có mã cổ phiếu nào có thể tăng điểm được anh chị. Vinamilk và VLC. Vinamilk đã có một nhịp hồi và cái vùng nền của Vinamilk hỗ trợ trong các tuần giao dịch gần đây đó là vùng 105. Và vô hình dung thì Vinamilk đang tạo thành một cái kháng cự ở đây, đó là vùng 112.5, đó là vùng kháng cự ngắn. Và Vinamilk đã có hai nhịp chạm vùng hỗ trợ bật lên vùng kháng cự và thời điểm hiện tại trong tuần vừa qua thì cũng có một điểm gần chạm về vùng 110. Tín hiệu hiện tại thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đường MA cắm đầu đi xuống thì không có cổ phiếu nào tăng được cả và xu hướng của Vinamilk vẫn là xu hướng lình xình tích lũy đi ngang trước khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Các anh chị lưu ý này, cái thời điểm Hùng phân tích là thời điểm kết tuần đó, và đến thời điểm này thì Hùng nhìn thấy là Vinamilk chưa tăng giá, nhưng có thể là đến phiên ngày thứ ba, phiên ngày thứ tư nó có một cái tín hiệu kỹ thuật nào đó để nó bẻ cái trend kỹ thuật của Vinamilk thì cuối tuần thì Hùng có thể lại phân tích là với cái tín hiệu này thì Vinamilk lại hình thành một trend tăng, nên là các anh chị tránh cái trường hợp là đừng có so sánh là tại sao tuần trước Hùng lại phân tích là Vinamilk nó lình xình nó không tăng được mà cuối tuần này ông ấy lại bảo là Vinamilk đang trên đà tăng, thế là mâu thuẫn đúng không ạ? Bởi vì tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu nó đi theo ngày đó, còn đối với phái sinh thì nó đi theo M15, M5 đó, chính vì vậy nên là các anh chị lưu ý giúp Hùng như vậy. Còn kết tuần như thế này đúng không ạ, đường MA cắm đầu, dòng tiền đi ngang, thanh khoản không có thì cổ phiếu chưa thể tăng được, ít nhất là phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tiếp tục lình xình. VTC trong tuần vừa qua thì cái câu chuyện về nhóm ngành hàng không đúng không ạ, có một cái thông tin về vaccine, chính vì vậy nên là nhóm cổ phiếu hàng không đã có những cái điểm tăng rất là mạnh. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì Hùng đã có rất nhiều các cái cảnh báo cho các anh chị rồi, những cái phiên mà nó cứ dốc đứng thế này mà chúng ta lao đầu vào thì chúng ta chỉ có thua tận thôi. Chúng ta hãy bình tĩnh, VRC sẽ có những cái điểm test kỹ thuật và cho rằng là những cái điểm test đó có thể test sâu về vùng 109.5, 113.5. Có thể test về vùng 109.5 ở đây, nó cần thêm cái lực cung cầu ổn định của thị trường thì nó mới chạy được, chứ nó chưa thể chạy view view thế này được đâu. Và chúng ta đâm đầu vào những cái điểm mà mua kịch trần như thế này thì chúng ta sẽ bị bất lợi về giá vốn. Và đây là phiên kết tuần ngày hôm nay thì VRC cũng đã có một cái điểm trả cung sâu nhất ở vùng 110.5 đó, những cái điểm trả cung lại ở đây thì đấy mới chính là những cái điểm mà chúng ta bắt lại hàng các anh chị nhá. Rồi ở HVN nó sẽ ok hơn so với lại VTC ở trên góc độ là có đọc có cái thông tin là SCIC nó đang mua lại phần vốn, một phần vốn của HVN, chính vì vậy nên là khả năng trong cái trend kỹ thuật thì HVN chúng ta sẽ về dài hơi thì HVN có thể chạy nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên để mà chạy được á, thì chúng ta cũng cứ bình tĩnh, bởi vì cái vùng ở đây, vùng 28 của HVN là vùng kháng cự rất là dày. Các chị có thể nhìn thấy đây, mãi mà HVN gần như không vượt qua được, nên đây là cái vùng kháng cự dài rồi. Thì khi cổ phiếu tăng trần, tăng ấy, chúng ta cứ bình tĩnh đi đó. Và những cái điểm mà HVN có thể sẽ trả cung về khoảng vùng 26.3, 26.3, 26.4 như thế này đó. Nó sẽ trả về đây và sau khi nó trả về đây xong nó sẽ có thêm những cái phiên mà nó ổn định lại cung cầu ở cái vùng vùng kỹ thuật này trước khi mà nó hình thành thêm
hình thành cái xu hướng tăng ở đây. Nhóm ngành hàng không có mã cổ phiếu ACV là mã mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị mua đầu tư, có khuyến nghị ở trên room không chat ACV. Đây ví dụ như vậy thì Hùng sẽ lấy một vài cái ví dụ thôi các anh chị nhé, để chúng ta tránh mất thời gian. Đó, những cái gì có thì chúng ta nói có, những cái gì đúng thì chúng ta nói đúng, cái gì sai chúng ta nhận sai, và cái gì chưa có thì chúng ta bổ sung. Đó, không có cái gì chúng ta phải giấu giếm nhau ở cái câu chuyện đó. Thì ACV là Hùng có phân tích tại cái thời điểm ở vùng 6162. Đó, cái đó thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, một cái cây nến đang hình thành một cây doji ở đây. Đấy là thời điểm đã khuyến nghị chúng ta nên bắt thăm dò, và sau đó thì nó đúng cái xu hướng thì chúng ta cứ đây, chính là cái thời điểm này. Đó, thì ACV nó quằn quại 2 tuần và sau đó thì đây là một cái tuần, đây chính là những cái điểm mà nó xác nhận, và mục tiêu của ACV thì sẽ về vùng 7x. ACV Hùng bắt rất nhiều nhịp, kể cả bên này cũng như vậy, bắt rất nhiều nhịp và khá là có duyên với mã cổ phiếu ACV, và về đến vùng 7x thì những tài khoản nào có hàng thì chúng ta sẽ canh chốt. Mã cổ phiếu AST cũng đã khuyến nghị đầu tư bắt, và AST thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái tổng cục về nến tuần đi, trung hạn, thì hiện tại đây có thể kỳ vọng rằng AST nó tạo thành một cái mô hình đáy V kép ở đây. Và sau khi tạo thành cái mô hình đáy V kép ở đây, ở vùng đáy sâu nhất ở vùng 40 thì kỳ vọng ở bên này, tức là có thể là mình nhìn ở trên trend ngày thì nó sẽ rất là khó chịu, nhưng nó sẽ hình thành một cái trend tăng ở bên này, thì đấy là kỳ vọng. Còn trên góc độ nến ngày thì chúng ta có thể nhìn thấy như thế này. Sau khi mà cổ phiếu này bị xả bán rất là mạnh ở đây thì nó rơi lại về cái vùng ở đây là vùng 44 đến vùng 45 hỗ trợ, và trong cái nhịp này thì cũng có đề cập đến câu chuyện là nó sẽ đi về cái vùng kháng cự, đó là vùng 53.2. Đó thì các anh chị thấy đây, đây là một cái phiên mà AST về đúng vùng kháng cự và nó không giữ lại được, và nó lại test lại cung. Đó thì nó test lại thì bây giờ nó sẽ đổ lại ở trên vùng 50, và chúng ta sẽ quan sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật cung cầu ở vùng 50 ở đây. Nếu mà không gãy ở vùng này và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì cổ phiếu sẽ đánh lại về vùng kháng cự, đó là vùng 53.2, vượt cái vùng này. Đó, vượt cái vùng này với một cái lượng cầu xác nhận thì lúc đó chúng ta phải chờ đến lúc mà cái cổ phiếu AST này vượt vùng 57 đến vùng 60. Tức là nó phải rất nhiều thời gian ở cái điểm ở bên này, khi mà nó bật lên khỏi được cái vùng 60 này thì cái đó có thể nói là cái đó sẽ là một cái sóng rất là dài của AST. Đó. Cổ phiếu NCT. Ở cái mã cổ phiếu này thì lâu Hùng cũng không có phân tích, nhưng mà thời điểm hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy sau một cái nhịp mà nó đi ngang siết chặt rất là chặt ở cái vùng này, và nó đang có những cái tín hiệu kỹ thuật bật lên. Đó, chính vì vậy nên là cổ phiếu này thì anh chị cũng có thể tham gia được rồi. Đó, cũng có thể tham gia được rồi sau những cái lực bắt của dòng tiền ở đây và cổ phiếu đi ngang siết chặt trong một thời gian dài. Và hiện tại thì đang có dấu hiệu ngóc đầu đi lên, và mục tiêu tiếp theo của NCT ở khoảng vùng 75. Đấy là các cái mã cổ phiếu nhóm ngành hàng không. Phân tích mã cổ phiếu BVH và Mansan. BVH ở trong các phân tích định lượng thì cũng có đề cập đến câu chuyện là sau một cái kênh xu hướng giảm dài thì BVH nó sẽ xây nền. Ở đây đang là những cái đoạn mà nó xây nền xong có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì lúc đó nó sẽ có một cái sóng tăng, và sóng tăng đó thì sẽ là một sóng tăng dài đối với cổ phiếu BVH. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại ở đây, nó tạo đáy này từ vùng 40, sau đó tiếp tục tạo đáy ở vùng 44, sau đó tiếp tục tạo đáy ở vùng giá 47, và nhịp đẩy sâu nhất ở đây đó là vùng 48.5, tạo đáy đúng phiên ngày 30, đó, tạo đáy đúng phiên ngày 30. 29-30, sau đó thì BVH đã có một cái lực phục hồi đây. Thì trong cái bản tin tuần đó, thì cũng có đề cập đến câu chuyện là vùng hỗ trợ của cổ phiếu này ở vùng 51 không gãy thì xu hướng là BVH sẽ tiếp tục đánh lên và công lại vùng kháng cự đây, đó là vùng 55 đến khoảng vùng 56. Tín hiệu kỹ thuật tuần trên tuần của BVH đang tốt, dòng tiền hướng lên, đường mark hướng lên, thì ủng hộ cho việc là BVH sẽ tăng và dự kiến trong tuần tới thì sẽ đi về vùng kháng cự 55 đến vùng 56 ở đây. Các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ canh, trường hợp nếu như nó break lên được thì chúng ta sẽ cầm tiếp, tức là với mục tiêu có thể đánh về vùng 6x, nhưng ngược lại về đến vùng này mà xuất hiện những cây nến đỏ dài, lực bán bị chốt ra thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chốt, đúng không? Chốt theo lái.
Mansan, như vậy là Mansan ở đây, chúng ta xem nào Mansan. Trong cái kịch bản mà mình có phân tích ở đây này, một cái nón úp lên từ vùng 80 này thì sẽ đánh lên vùng ở đây là vùng bao nhiêu đấy, vùng 88 này. Xong đó vượt test cung vùng 88 không gãy này thì sẽ đánh lên khoảng vùng ở đây là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 199 100 gì đó, và trong tuần thì Mansan đã đánh được cao nhất ở khoảng vùng 98 và hiện tại đã có 3 cây nến đổ xuống. Thanh khoản nó không có, với việc đổ xuống như thế này thì chúng ta sẽ chờ xem những cái điểm test kỹ thuật. Bây giờ cái nón này thì nó lại không phải là nón ấy nữa, mà bây giờ chúng ta lại nón ngửa lên này. Chúng ta sẽ chờ những cái điểm đánh kỹ thuật lại của Mansan ở đây, ở vùng 9, ở vùng 88 đến vùng 90 ở đây. Xem là Mansan có trụ được ở vùng này không. Nếu trụ được tiếp ở vùng này thì lái nó sẽ tiếp tục đánh lên, bởi vì những cái điểm ra ở đây của Mansan gần như không có vol, không có vol. MWG. Thông tin về có vaccine thì cô thì MWG cũng là một cái mã cổ phiếu, một cái nhóm ngành được hưởng lợi. Và trong một phân tích một sóng lên của MWG, đúng không ạ? Các anh chị có thể nhìn thấy đây, có thể xem lại những cái bản tin không biết là từ bao giờ, từ trước này rất là nhiều rồi. Thì chúng ta phân tích một cái sóng lên của MWG, và trong cái thời điểm hiện tại thì cái target mà cao nhất của MWG đó là vùng 110 thì cổ phiếu này đã đạt được. Và câu chuyện là có hay không một cái điểm vượt thoát vùng 110 để đi lên. Đây là một cái nến xanh mà chúng ta đã vẽ ở rất là xa rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đưa về đây. Tín hiệu kỹ thuật của 3 phiên kết tuần của MWG rất là ok. Và phiên ngày thứ 6, phiên ngày thứ 5 thì MWG đã đánh break vùng 110, và phiên ngày hôm nay thì có một cây nến test nhẹ ở đây. Thể một cái lực cung cầu khá là cân bằng nhau, và từ vùng này thì MWG có thể có thêm 1 đến 2 phiên không gãy vùng 110, và lực cầu quay trở lại khoảng trên 1,5 triệu cổ phiếu thì chúng ta sẽ kỳ vọng một target tiếp theo của MWG ở khoảng vùng 120, vùng giá 120. MWG thì đoạn này chúng ta cũng cầm nắm được, còn các tài khoản mở mới thì tùy các anh chị, Hùng cũng không có khuyến nghị bởi vì MWG đã đi một đoạn tương đối là dài. Cổ phiếu PNG cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta đang phân tích một sóng lên của PNG với target của PNG ở khoảng vùng 75. Chạm vùng 75 trong tuần, PNG trong tuần chạm 75 thì em mới đổ lại, và cái điểm đổ lại ở đấy chúng ta quan sát ở vùng 72. Đây là cái điểm hỗ trợ của vùng 72, cũng có phân tích cho các anh chị ở trên Zoom rồi. Và từ vùng 72 này thì cái xu hướng là cổ phiếu lại đập lại vùng 75, và khi đập lại về vùng 75 này thì chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm, đó, sẽ cần quan sát thêm. Có hay không một cây nến break dài lên ở trên này, thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái điểm test gọi là test cung nón úp. Còn sau đó nếu mà kéo lên xong mà nó test lại thì sẽ có một cái nón ngửa, thì cũng sẽ chờ thêm tín hiệu kỹ thuật. Trong trong tín hiệu kết tuần thì PNG đang có sự suy giảm về dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, và những cái điểm tụt cung như thế này thì cũng là một điểm mà chúng ta đáng lưu ý, bởi vì MWG đã bị bán 3 phiên rất mạnh ở cái vùng gần vùng kháng cự ở đây, nên là cổ phiếu nó sẽ à, PNG bị bán 3 điểm ở đây, nên là sẽ chưa chưa thể chạy ngay được đâu, và PNG sẽ cần thêm những cái điểm để tích lũy lại nền ở trong cái biên 72 đến biên 75. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã nhóm ngành nhựa. Bình Minh. Bình Minh thì đã có khuyến nghị mua, và đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa lãi chưa lời, nói chung là chưa lãi chưa lời, bởi vì là cái điểm mình khuyến nghị mua ở đây đâu đó ở khoảng vùng trên vùng 53.5 54 một tí, và hôm nay là 54.7 thì nôm na nó là như vậy. Đối với Bình Minh sau khi mà chạm lại vùng 56 thì đây cái vùng 56 ở đây thì cổ phiếu đã có 3 phiên test lại, và những cái điểm test cung này thì theo như Hùng thì khả năng là sẽ test sâu hơn một tí đấy, sẽ test về khoảng vùng 54. Ở vùng 54 không gãy và lực cầu quay trở lại thì Bình Minh sẽ về lại cái vùng 56, vượt thoát vùng 56 thì khi đó chúng ta sẽ canh thì chúng ta mở cái điểm mua hết ở trên này. Còn những cái điểm ở dưới này đó là các cái điểm mua gom vị thế để chúng ta lấy vị thế của cổ phiếu. APH ở trong tuần vừa qua thì đã có một cái điểm đánh rất là mạnh, đánh kịch trần luôn, tăng lên vùng 80, tức là chạm về
break kháng cự 75 và đi về vùng 80. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì mình đang nhìn thấy những cái tín hiệu dòng tiền đang tương đối là tốt và tương đối là ổn định. Chính vì vậy nên ở đây nó sẽ có một cái nón ngược, tức là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 8x. Mà không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại khoảng trên 600k một phiên và kéo ngược về vùng 82, thì như vậy là cái xu hướng của APH là sẽ tiếp tục đánh. Và cổ phiếu này thì thường thường nó sẽ có cái kiểu là nó sẽ kéo liên tục một nhịp dài, sau đó thì nó sẽ nghỉ ngơi, thì đây đang là một cái nhịp kéo và khả năng thì nó cũng chỉ có 1 đến 2 phiên test trước khi mà nó sẽ kéo tiếp. Mã cổ phiếu DAG là một con pen của ngành nhựa và trong tuần vừa qua thì DAG cũng không có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi mà liên tục giao dịch ở trong cái biên hỗ trợ của chúng ta ở đây, và vùng giá hỗ trợ của DAG là vùng 6.4. Cổ phiếu N nhựa thiếu niên Tiền Phong thì nhựa thiếu niên Tiền Phong là đã về đến cái vùng mắc ở trên này rồi và trong tuần thì đang có những điểm chỉnh, khả năng thì nhựa Tiền Phong sẽ có những điểm test lại ở đây này, sẽ test lại đây này và chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng 30 đến vùng 30.5. Ở đây là cái vùng mà dự kiến, đây là một cái vùng dự kiến mà cổ phiếu sẽ về đó và sẽ hình thành một cái lực phục hồi T cộng ở đây, thì chúng ta sẽ canh thêm ở cái vùng này đối với mã cổ phiếu nhựa Tiền Phong. RI, một cổ phiếu già cỗi được Hùng phân tích rất là dài, đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại những cái kịch bản mà Hùng phân tích RI ở khoảng vùng giá 33, 32, 33 gì đây này. Đấy, những cái nón này, và sau đó lần lượt thì RI hoàn thành vùng giá mục tiêu 36, 38. Sau đó hoàn thành vùng giá mục tiêu 42, hoàn thành vùng giá mục tiêu 42 xong rồi. Thực ra là bản chất là gì, là chúng ta đã có hai nhịp xổ số. Nhịp xổ số đầu tiên đó là nhịp từ vùng 39.5 lên vùng 42. Tiếp theo đó thì mình tiếp tục quan sát cái sự vận động của gì ở trong cái biên hẹp đó là từ vùng 41 đến vùng 42 ở đây. Và có khuyến nghị là chúng ta bắt nhịp xổ số, và đến thời điểm hiện tại thì nhịp xổ số của chúng ta Z tạm thời đánh giá là thành công. Nhịp xổ số 3942. Sau đó lại khuyến nghị bắt tiếp ở đây, thì mục tiêu của nhịp xổ số tiếp theo ở đây đó là lên đến vùng 46. Thì anh chị mà bắt nhịp xổ số chúng ta sẽ chờ đến vùng 46 để canh vùng 46 để chúng ta chốt. Chúng ta phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ FPT. Thì nhóm ngành công nghệ là một trong những cái nhóm ngành mà cơ bản là sẽ hoàn thành được những cái mục tiêu của năm 2020. Trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì FPT cũng tạo đáy đúng phiên giao dịch ngày 29 và ngày 30, đấy là những cái phiên mà tạo đáy của FPT, và vô hình dung thì anh chị chúng ta là chúng ta bán đúng đáy là như vậy. Từ cái phiên này thì FPT đã có một cái lực hồi, và cái lực hồi thuật hồi phục này thì sẽ đưa FPT ở trên xu hướng ngắn hạn là sẽ đưa về vùng 54.5. Đây là cái vùng kháng cự ở đây, và chúng ta sẽ cần thêm một cái lực cầu nó mạnh mẽ hơn, đó nó phải tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu và có một cái lực kéo break ở điểm này, thì như vậy là chúng ta cầm nắm thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể canh mua thêm tỷ trọng ở trong phiên ngày hôm nay với mục tiêu chúng ta dài hơi hơn ở khoảng vùng 58. Còn ngược lại, nếu đến vùng 54.5 mà lại xuất hiện những cái cây mà đảo, đây gọi là cây nến búa các anh chị, nến đảo chiều á, anh chị học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ biết rồi. Mà xuất hiện những cái cây nến búa ở đây hoặc là cái lực đi mà nó không không đi được nữa thì chúng ta cũng có thể canh chốt ở cái nhịp hồi này. DigiWorld, DGW kép. Thì DGW kép là một cái mã cổ phiếu cũng đã được phân tích khá là dài, và theo thời gian đó, theo thời gian thì cổ phiếu này đã hoàn thành vùng 60. Sau đó thì cũng đưa lên target lên vùng 70. 70 thì trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này cũng đã cán cái cột mốc 70 và đang có những cái điểm test. Thì trên góc độ kỹ thuật là DigiWorld sẽ xây lại nền ở cái vùng quanh vùng 70 này, 65 đến 70. Đó, nếu trường hợp như DigiWorld bị bán gãy qua vùng 65 thì như vậy là chúng ta sẽ bán để chúng ta chốt lãi. Còn ngược lại, nếu mà vẫn cứ lình xình ở trên vùng 67, 65 này thì chúng ta sẽ cầm tiếp. Mục tiêu của DigiWorld thì bây giờ chúng ta sẽ chưa thể nói trước được, nhưng trong ngắn hạn một phiên đến phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới thì nó sẽ dao động ở trong cái biên 65 đến biên 70.
và có hay không, ví dụ nó xuất hiện một cái tín hiệu kỹ thuật là một cái cây nến xanh nó ngồi lên như này đó, ví dụ như vậy, thì đấy là cái tín hiệu để xác nhận rằng DigiWall tiếp tục đánh và chúng ta sẽ kỳ vọng thêm cái target của DigiWall ở vùng 8x. Còn ngược lại mà gãy 65 rồi thì như vậy là chúng ta phải cắt thôi, để chúng ta chờ, chúng ta cover lại hàng, có thể nó sẽ test lại ở vùng 60 hoặc là thậm chí là 55 ở dưới này đó, và khi mà nó chạm về những cái vùng hỗ trợ thế này thì chúng ta lại mua thôi đó, chúng ta chốt ở thế này thì chúng ta mua ở thế này, còn chưa gãy kỹ thuật thì chúng ta vẫn cứ cầm. Cổ phiếu CMG, CMG thì cũng đã tìm ra được một cái vùng hỗ trợ đây, vùng 33 đến vùng 33.5, và cũng đã khuyến nghị chúng ta nhặt một ít ở cái vùng này. Cổ phiếu CMG hiện tại thì lực cầu nó đang hơi thấp, chính vậy nên là cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. Tuy nhiên nhìn trên cái góc độ kỹ thuật thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể kỳ vọng là CMG sẽ có một cái nhịp hồi phục về khoảng vùng 35 đến vùng 36, chắc khả năng đi về vùng 36, và như vậy thì chúng ta cũng có một cái nhịp hồi phục T cộng ở đây rồi. Rồi chúng ta đi phân tích các cái nhóm xây lắp, Novaland không có gì cả, đi ngang siết chặt quanh vùng 62, không biết lái định làm gì. Cotecom đã khuyến nghị ở bắt đó, thì các anh chị có thể thấy rằng là những cái điểm bắt của Hùng thường là Hùng sẽ chọn những cái điểm bắt rất là an toàn. Khi mà cổ phiếu có những cái điểm tích lũy nền ở đây đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta bắt, và cái vùng mà chúng ta bắt là khoảng vùng 56 đó, 56 57 đây. Hiện tại thì Cotecom là đã hết tất cả, đủ tất cả các điểm mua rồi các anh chị, và bây giờ cổ phiếu về đến tài khoản rồi đó. Chính vì vậy nên là ngay đầu bản tin thì cũng có nói là chúng ta mua để chúng ta đưa cổ phiếu về tài khoản, và khi thị trường sập thị trường đổ thì như vậy là cổ phiếu đã nằm trong tài khoản rồi, chúng ta bán khi nào mà chẳng được, đúng không ạ? Trên góc độ kỹ thuật, Cotecom có 3 phiên test, và những phiên test này cùng đánh giá là tích cực, và những điểm test sâu nhất có thể đi về vùng 60 đến vùng 61.5. Đây là những cái điểm test của cổ tích công, và nó sẽ test đẹp nhất, nó sẽ test thêm khoảng một phiên nữa, sau đó thì lực cầu đánh vượt thoát vùng 62 thì chúng ta có cái vùng target tiếp theo của tích công khoảng vùng 65 đến vùng 67 ở đây. Nhịp hồi phục kỹ thuật này cũng như vậy thôi, và chúng ta có một nhịp ngắn ngắn ở đây, đúng không ạ? Cổ phiếu HTN. Rồi HTN thì bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? HTN là nói từ cái vùng ở đây, đó là vùng 26, nôm na là vùng 26. Vùng 26 xong đó thì chúng ta nói lên đến vùng bao nhiêu đấy? Vùng 36. 36, và sau khi vượt vượt 36, tức là trong cái bản tin tuần đó, thì cũng có đề cập đến là những cái điểm mà test cung hình như là bị cái này nó bị dôi ra hay sao nhỉ? Hình như khả năng là bị rơi ra, nhưng nôm na là HTN là một cái mã cổ phiếu mà nôm na là không 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 có gọi là không không có cái điểm để chúng ta phân tích nữa rồi, bởi vì là bản thân là khi mà chúng ta phân tích ở đây đó là cái điểm 26, đó là cái điểm tỷ bật, và những cái điểm mà phân tích ở dưới này thì không nói. Và đến thời điểm hiện tại thì HTN trong tuần đã đạt được đến một cái cột mốc gần 4x anh chị, và 4x rồi thì cổ phiếu sẽ có những điểm nó sẽ trả cung lại, nó sẽ trả cung lại, nó phải lấp lại cái gap ở đây đó, nó sẽ phải lấp lại cái gap ở đây, tức là nôm na từ vùng này đánh lên thì HTN sẽ có những điểm lấp gap lại, và những điểm lấp gap đó có thể là nó sẽ rơi lại ở khoảng vùng 35 36 ở đây này đấy, sẽ lấp ở còn lại khoảng vùng này thì chúng ta sẽ chờ tín hiệu kỹ thuật ở đây thì cũng sẽ có thêm định lượng. HTN một mã cổ phiếu cực kỳ thành công của team. HDC trong thời điểm hiện tại là cũng đã khuyến nghị thêm một số các tài khoản mà chúng ta đang cầm và chúng ta nhặt lại hàng, nhặt thêm tăng tỷ trọng. Trong kịch bản phân tích tuần đó là HDC sẽ có những điểm test lại không gãy khoảng vùng 23, lực cầu đánh quay trở lại ở vùng 24 và có những điểm test cung. Thì trong tuần vừa qua thì HDC đã có những điểm, đây là những cái phiên test cung ở ngày thứ tư, test cung không gãy lại vùng 24, lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định, thì mục tiêu tiếp theo của HDC sẽ đi về ở khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28 ở trong nhịp này. Các điểm khuyến nghị mua mới thì cũng không có khuyến nghị, còn các cái điểm khuyến nghị mua gom thêm thì cũng đã có khuyến nghị rồi. HDG hai mã này thì phân tích song song với nhau.
Thì bản thân HDG cũng đã có một cái lực phục hồi từ phiên ngày 30 tháng 6 và đã đưa về lại vùng kháng cự cổ phiếu ở khoảng vùng 25. Và chúng ta thấy rằng đấy, khi cổ phiếu về đến kháng cự thì gần như là cổ phiếu nó sẽ rất là vất vả để nó đi vượt được cái điểm này. Và đến thời điểm hiện tại thì phiên kết tuần như thế này thì HDG cũng chưa thực sự là thuyết phục. Đó, với tín hiệu cầu như thế này thực sự chưa thực sự thuyết phục. Và phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba nó vẫn giữ được trên vùng 25 và thậm chí là nó có thể test, cho phép test cung ở khoảng vùng 24.5. Trước khi lực cầu quay trở lại thì chúng ta kỳ vọng ở trong nhịp này là nó chỉ đánh lên khoảng vùng 26 thôi. 26 thôi. Còn mạnh hơn thì chúng ta sẽ chờ thêm, nhưng trước mắt sẽ là kỳ vọng ở vùng 26. HBC vùng kháng cự trước mặt rồi. HBC có vùng hỗ trợ ở đây đúng không ạ? Đấy, vùng hỗ trợ của cổ phiếu 9.8, không có gì thay đổi cả trong các phân tích định lượng, và kháng cự của nó khoảng vùng 11.5. Kháng cự trước mắt rồi, những anh chị nào mà bắt được đúng không ạ? Trong những cái nhịp phân tích thì cũng có nói đến vùng hỗ trợ 10.2 đây này. Đó, và vùng kháng cự rồi thì anh chị cầm hàng, chúng ta canh để chúng ta chốt các cái điểm mua không còn VCS. Ở VCS chạm lại đúng vùng kháng cự 7.18 và đã có hai phiên rơi, và những phiên rơi này thì sẽ đưa cổ phiếu test lại cung ở khoảng vùng 75. Ở khoảng vùng 75 không gãy thì cái cơ hội để cổ phiếu VCS hình thành về lại cái nhịp 78 đến vùng 80 là còn. Còn ngược lại, nếu gãy cái vùng 75 thì anh chị nào đang cầm hàng thì chúng ta cũng canh để chúng ta bán. Gọi là phá trend, gãy 75 gọi là phá trend. Đạt Phương thì khuyến nghị rồi, mua ở đâu đó vùng 26 và sau đó thì có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây thì cứ thế chúng ta gom thôi. Một số các anh chị thì đã khuyến nghị chốt ở khoảng vùng 28 cộng 50% tỷ trọng, và 50% còn lại thì sẽ chốt ở khoảng vùng 3x. Cơ hội về vùng 3x của Đạt Phương là còn. Ở một số các anh chị có hỏi Hùng là vì sao lại khuyến nghị chốt sớm mà không chờ Đạt Phương break vùng 30. Thì quan điểm kỹ thuật cùng là như thế này, tại vì VN Index của chúng ta đang tiệm cận về đến vùng 970 đến 975 điểm phái sinh, thì tí nữa cũng sẽ có phân tích. Tức là những cái tọa độ mùng khuyến nghị chốt thì nó sẽ song trùng với cái VN Index ở vùng kháng cự. Tức là có thể phiên ngày thứ hai là Đạt Phương nó sẽ đi được thêm một đến hai cây nến ở đây nữa. Đó, ví dụ như vậy, nó sẽ đi được một hai cái nến nó chạm về đây thì cũng cùng song trùng với thời điểm đó thì VN Index của chúng ta sẽ về những vùng kháng cự. Và về đến vùng đó thì thôi chúng ta chốt thôi. Đó, chốt xong thì ví dụ như là nó sẽ chỉnh. Đó, ví dụ về đến đây nó sẽ chỉnh kỹ thuật trở lại về đến vùng 28 27 điểm này thì chúng ta cover lại hàng, như vậy thì nó sẽ rất là an toàn. Đó, chúng ta luôn có hàng để chốt và luôn có tiền để chúng ta có thể cân lại. Rồi, CRE là một mã cổ phiếu cũng rất hay của nhóm nhóm bất động sản, và cái em này là khuyến nghị bắt đáy ở nhịp này ngon quá. Đó, sau đó thì lên đến vùng 24, xong đó phân tích tiếp lên vùng 26. 26 chỉnh giảm không gãy kỹ thuật ở vùng 25 thì chúng ta tiếp tục có hình thành một cái nhịp đi lên khoảng vùng 28, và xu hướng hiện tại thì target 28 là ok, chạm vùng 28 thì nó lại chỉnh kỹ thuật. Đó, và sau đó thì chúng ta cứ lần theo, gọi là lần theo dấu vết dòng tiền như vậy để chúng ta đi phân tích. Em sell sell thì hơi kém, sell thì bây giờ là chúng ta chỉ view thôi. Sell thì bây giờ là chúng ta sẽ phải chờ thêm ở vùng 6.65 đó, và gọi là đầu tư trung hạn C32. C32 ở trong một cái nhịp phân tích, tại sao cũng có phân tích mã cổ phiếu C32, bởi vì cái tính tạo lập của cổ phiếu này rất là ok. Đó, tạo đáy đúng phiên ngày đây, đúng đúng phiên ngày 29 này, đó, bán đúng đáy luôn. Nói chung nôm na là những ai mà bán cổ phiếu phiên 29 đến 30 là bây giờ đang ngồi rất là tiếc. Rồi, sau đó thì C32 có một nhịp phục hồi và đến thời điểm hiện tại thì nó đã đưa về vùng 24 đến vùng 24.5. Tuần tới C32 sẽ có một lực hồi phục T cộng ở đây. Đó, lực hồi phục này thì sẽ đưa cổ phiếu về khoảng vùng 26.5 đến vùng 27, nôm na là như vậy, T3. Thì anh chị nào mà đang có C32 thì hoàn toàn có thể mua tăng tỷ trọng, còn nếu mà đánh T cộng thì chúng ta bắt một ít C32 cũng được. Đó. Nhà Từ Liêm rất đẹp. Nhà Từ Liêm trong tuần vừa rồi thì không có gì phải bàn cãi cả, không có gì phải chê trách nó cả, đúng không ạ?
Bản thân nhà Từ Liêm thì cũng có phân tích ở một cái nhịp sóng ở bên này, và mục tiêu của nhà Từ Liêm là đi về vùng giá 18.5. Đến vùng 19 ở trong nhịp phân tích này là đã hoàn thành. Sau đó thì phân tích những cái điểm gọi là điểm hỗ trợ về mặt kỹ thuật ở đây. Và cũng đúng hoàn toàn tương tự như vậy là nhà Từ Liêm cũng tạo đáy đúng phiên ở đây, phiên ngày 29 thì nó tạo đáy luôn ở đây và sau đó thì hồi phục quay trở về. Và trong cái bản tin tuần số 129 129 à xin lỗi cả nhà 120 100 à đúng rồi 129. Thì cũng có nói đến cái vùng đệm ở đây, đó là cái vùng 17.3 đến vùng 17.5 sẽ là cái vùng hỗ trợ, cổ phiếu không gãy ở vùng này và đánh vượt thoát lên ở vùng 18 thì cái cơ hội mà cổ phiếu đánh tiếp là còn. Và cái phiên ngày thứ hai là cái phiên xác nhận rằng nhà Từ Liêm tiếp tục đánh khi mà cổ phiếu này đã đánh vượt thoát vùng 18.5, chính là cái vùng kháng cự dày ở đây đó, và sau đó thì nó đi lên thôi. Và cái mục tiêu của nhà Từ Liêm đó là đánh về khoảng vùng 21.5. Từ vùng 21.5 này thì nhà Từ Liêm sẽ chỉnh ở đây, sẽ chỉnh kỹ thuật lại ở khoảng vùng 20 20.3 gì đó, nôm na ở khoảng cái vùng này. Không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trở lại thì nhịp đánh tiếp theo của nhà Từ Liêm có thể đánh về tận vùng giá 24, tức là về tận cái vùng đỉnh cũ ở đây. Tuy nhiên để về được cái vùng đỉnh cũ ở đây thì Hùng đang phải quan sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở vùng 20 20 đến vùng 20.5, nói chung là nôm na ở đây là 20.5. Đó, cái vùng hỗ trợ ở đây. Rồi, cổ phiếu đất xanh, một mã cổ phiếu rất là thành công của team. Gần như là các cái tài khoản cầm đất xanh đến bây giờ là toàn lãi 20% rồi, trên 20% rồi. Thì đất xanh chúng ta nói đến cái câu chuyện của đất xanh như thế nào, ở vùng phân tích thế này khuyến nghị mua, xong nó tăng 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 tăng. Và chúng ta phân tích về vùng 12.5 đến vùng 13, và ở cái vùng này thì đất xanh nó sẽ trong cái quan điểm phân tích ông nào nó có nói rồi, tức là khi nó về đây thì nó sẽ có những cái điểm lình xình, thì đây là những điểm lình xình của đất xanh và nó có những cái điểm test cung ở trong cái vùng này thì chúng ta cứ giữ thôi. Và đây chính là một cái cây nến xác nhận cái xu hướng tiếp theo của đất xanh. Khi mà tín hiệu này nó xác nhận thì nó sẽ đánh về vùng 14. Và về đến vùng 14 thì hôm nay nhiều anh chị bảo là lãi rồi có chốt không Hùng, thì cái câu chuyện chốt hay không là tùy các anh chị, Hùng không có quyết định được. Đó, Hùng chỉ phân tích trend thôi. Thì trên góc độ kỹ thuật là đất xanh sẽ có những điểm trả cung lại vùng 13.5 phiên ngày thứ hai thứ ba, nói chung là tuần tới sẽ có những điểm trả lại cung đây. Trước khi mà cổ phiếu này lại cái điểm xanh này nó có xác nhận về hay không đó thì nó sẽ có một cây nến xanh ở đây, thì khi có một cây nến xanh ở đây thì cái xu hướng tiếp theo để xác nhận thì Hùng sẽ tiếp tục phân tích. Nhưng nhìn trên góc độ nến tuần thì rất khi mà Hùng khuyến nghị mua thì rất nhiều các anh chị hoài nghi bảo đất xanh đang bị lỗ lỗ chỏng vó mà sao vẫn cứ mua. À thì có một câu chuyện là khi cổ phiếu lỗ này, khi cổ phiếu xấu này, khi cổ phiếu gọi là tàn tạ tả tơi mà giá nó không giảm thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta nên mua. Đó, bởi vì là khi đó thì đất xanh nó đang tạo nền ở cái vùng 10 10.5 đến vùng 11, và tóm lại là bao nhiêu cái tin xấu nó ra hết rồi, nó vùi dập, nó trù dập hết rồi mà cổ phiếu nó vẫn không đứt được cái vùng hỗ trợ thì đấy là điểm chúng ta mua. Đấy chính là lý do. Rồi, đất xanh thì chúng ta cầm tiếp các anh chị nhé. Rồi, ngày hôm nay khuyến nghị mua LDG. À, phiên này quyết định mua LDG. Đây, ví dụ như này. LDG. Có như vậy đó. Cách đây 11 giờ 30% tỷ trọng mua LDG vùng 6.55. 6.55. Rồi, khi đó thì LDG nó đang thấp thấp ở dưới này thì các anh chị nhé. Chưa chưa cao vút tầng mây như này đâu, tại cái thời điểm mình khuyến nghị mua. Thì mua xong thì những cái điểm khuyến nghị mua xong thì ở vùng 6.5, 6.55, 6.6 gì đó thì đóng cửa 6.79, như vậy rất là ok. Tức là trong T0 chúng ta đã có lãi rồi. Mục tiêu của LDG đánh lại về vùng 7.4, và trên góc độ kỹ thuật thì LDG và đất xanh đang là những cái mã cổ phiếu mà Hùng đang xác nhận là sẽ có những trend đánh dài. Nên là cứ vùng 6.5, 6, 6, 6.5 ở đây này, đấy là cái vùng mà đây này. Các anh chị nhớ này, đó Hùng có những cái điểm M này, 6 này, M6.5. Đây chính là những cái điểm mà sẽ xác nhận những cái xu hướng dài của cổ phiếu, và cứ chạm về hỗ trợ thì chúng ta sẽ mua. Quan điểm Hùng như vậy, kháng cự chúng ta bán.
Cổ phiếu DIG chơi một cái nhịp xổ số, và đến thời điểm hiện tại thì nhiều anh chị hỏi Hùng là có mua không Hùng ơi, thì khó quá, bởi vì là bản thân là Hùng phân tích từ vùng 17.5 đến vùng 17.5 đến vùng 18.3, đây là cái điểm mua xổ số với mục tiêu về lại vùng 21. Tín hiệu kỹ thuật trong tuần của DIG rất là ok, những cái điểm test cung ở đây đẹp, ở vùng 19.5 không gãy, và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở trên vùng 20, thì mục tiêu là vùng 21, vượt thoát vùng 21 có hay không, vượt thoát vùng 21 ở đây thì chờ. Quan điểm cũng như vậy, cũng không nói sớm cái gì cả. Trong tuần khi mà có những cái tín hiệu kỹ thuật thì cũng sẽ phân tích lên room, ví dụ như là có một điểm vượt thoát kỹ thuật ở đây 21 thì cũng có thể cũng sẽ khuyến nghị mua, ví dụ như vậy. Thì đấy là những cái tín hiệu mà phát sinh ở trong tuần. Rồi mã cổ phiếu IDC cũng là cái mã cổ phiếu của nhóm ngành xây lắp, và IDC thì cũng đã cũng phân tích một cái điểm mua dài cho các anh chị, và đây là cũng đang phân tích một sóng lên, và cái sóng lên này chưa kết thúc, chưa kết thúc, và hiện tại thì cũng đang quan sát tiếp tục ở vùng 26. 26 ở đây không gãy và có một cây nến xanh tương đối ở đây, thì mục tiêu cùng ở trong nhịp này IDC đang đánh lên vùng 3x. Nói như vậy thì các anh chị tránh một cái sự hiểu nhầm, đó là IDC lồng đã có phân tích trong một cái sóng lên, và nói đúng ra là 3 tháng, 3 tháng về IDC, các cái yếu tố cơ bản về 3 tháng trước. Và chính vì như vậy nên là 3 tháng trước là từ cái vùng ở đây thì cứ lần lượt như vậy, và những cái phân tích của Hùng là dành cho các cái tài khoản. Ví dụ như là canh những cái điểm mua ở quanh vùng 26 là các tài khoản người ta đang cầm nắm ở dưới này, và cứ lên cao, lên từng nào thì chúng ta cân thêm hàng từng đó. Mua cao bán cao, đó. Chứ bây giờ ví dụ như các anh chị mua ở đây, mua ở vùng 26, không may nó gãy bụp một phát thì các anh chị bảo ô ông này ông ấy khuyến nghị đu đỉnh. Đấy, câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy, tức là chúng ta phải theo một cái mạch phân tích dài của cổ phiếu. Và với những các tài Hùng thì thường sẽ có là với các tài khoản đang cầm IDC chúng ta sẽ canh mua lại vùng 26 từ 50 đến 1% tỷ trọng đó đang nắm, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái cách Hùng liên tục làm ở trên cái team không chat đó. Và mục tiêu thì IDC vẫn còn cơ hội đánh về vùng 28, trước mắt là vùng 28, sau đó sẽ là vùng 3x đối với cổ phiếu IDC. Cổ phiếu LCG khuyến nghị bắt rồi, ok, ổn. Ở một cái nhịp xổ số ở đây thì khi mà LCG có một phiên peel lên thế này thì Hùng không có bắt, nhưng khi mà Hùng bắt là Hùng có khuyến nghị cái vùng 10.2. 10.2 là cái vùng hỗ trợ. Đó, ví dụ như vậy. Cách đây 4 ngày, cách đây 8 ngày 10 đến vùng 10.5, xong đó cách đây 4 ngày thì nhặt tiếp. Dự báo những cái điểm chết cung sắp kết thúc. Thì LCG là chúng ta đánh nhịp xổ số. Đó, đánh nhịp xổ số, và trong phiên ngày hôm nay thì LCG kéo gần là kéo kịch trần luôn. Thì mục tiêu đầu tiên là LCG sẽ đánh tiếp tục về vùng 12. Vượt thoát vùng 12 thì đi đâu nhỉ? Vượt thoát vùng 12 thì chúng ta sẽ đi xây tiếp, nhưng nôm na nó là cái nhịp xổ số này chúng ta sẽ tính về vùng 12 đã. Rồi, nhóm xây lắp như vậy là tương đối nhiều các mã cổ phiếu đã được khuyến nghị mua và nắm giữ ở trong thời gian vừa qua. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí, thì tâm điểm của thị trường hiện tại là đang tập trung vào nhóm ngành dầu khí, và đối với mã cổ phiếu gas thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ đây là 70 và vùng kháng cự là vùng 76. Ở trong thời điểm ngắn hạn thì gas cũng chưa có nhiều cái dư địa, và gas đang hình thành sau một nhịp chỉnh giảm dài thì gas đang hình thành một cái điểm ở đây, đó là gọi là thường người ta gọi là điểm tích lũy nền trung hạn. Và sau một cái điểm tích lũy nền trung hạn này thì cổ phiếu nó mới chạy được, và trong trong cái điểm tích lũy nền trung hạn đó thì thường là chúng ta sẽ nói đến các cái mã cổ phiếu ở trong một cái biên cố định đó. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là những cái biên mà liên tục phân tích kháng cự ở đây, đổ gặp hỗ trợ nó bật lên đấy, gặp hỗ trợ nó bật lên, gặp kháng cự đổ gặp hỗ trợ ở đây, đúng không, hỗ trợ ở đây, ok chưa, nó bật lên. Thì cái điểm bật này đến cái kỹ thuật hiện tại của gas nó có thể có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 72 không gãy ở đây, và lực cầu tiếp tục quay trở vào ổn định thì gas sẽ tiếp tục hồi phục về vùng 76. Trên tín hiệu kỹ thuật đường MACD hướng lên, dòng tiền đi lên thì gas hoàn toàn có cơ hội tăng điểm ở trong tuần tới đó. PVS à, nói PLX trước đi, còn đẹp ta để sau.
PLX hiện tại là cái điểm trừ của PLX đó là cung và cầu, tức là thanh khoản của PLX nó rất là thấp. Tuy nhiên sau một cái giai đoạn mà gần như nó cạn kiệt cung cầu như vậy thì PLX sẽ có những cái điểm đánh lên rất là đẹp. Đó, PLX sẽ có những cái điểm đánh lên rất đẹp, và ở thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là song trùng với nhóm ngành dầu khí. Thì chúng ta sẽ nói đến PLX ở vùng 47.5 đến vùng 48, và ở cái vùng này thì chúng ta cũng có thể mua thăm dò đó, để chúng ta kỳ vọng là sau một cái nền này thì PLX sẽ có một cái nhịp bật ở bên này, dự báo sớm thôi, và cái vùng này cũng là cái vùng mà chúng ta thăm dò. Bây giờ lực cầu chỉ đạt khoảng tầm 450.000 trên một phiên đó, thì chúng ta chỉ mua khoảng tầm độ 10.000 thôi được, đúng không ạ? 47.5 đến vùng 48 rồi. PVS phiên ngày hôm nay đẹp quá, và nếu như mình không nhầm thì PVS là chúng ta đang chờ một cái điểm theo dõi rất là sát ở cái điểm test cung ở vùng 14.5. Hoàn thành à, đây là PVT, PVS sẽ trả cung. Ông có phân tích cái điểm trả cung của PVS dự kiến, và rất nhiều những cái tài khoản mà chúng ta đang 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 muốn để chúng ta vào cái điểm này, điểm điểm của tiếp theo của PVS. Thì PVS là đẹp rồi các anh chị. Tuần tới chúng ta canh vùng 14.5, trong phiên ngày hôm nay có giá 14.6, 14.7, mà các anh chị ở trong team hôm nay không biết là có cân hay không, còn cái vùng 14.5 đồng đã dự báo trước rồi. PVS sẽ có những cái điểm trả cung lại ở cái vùng đó, thì là những cái điểm mua rất là đẹp, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là PVS đã tạo xong nền của sóng trung hạn, và bây giờ PVS bắt đầu bước vào một cái sóng ở bên này, đó là một sóng tăng dài. Thì cái sóng tăng dài này nó sẽ mô phỏng một cái đường đi lên như thế này, và trên cái đường đi lên đó thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật đó, trên trên những điểm điểm chỉnh kỹ thuật, và có thể xác nhận rằng là cái vùng 10 đến vùng 10.3 đó, vùng 10 đến vùng 10.3 là cái điểm tạo đáy trung hạn của cổ phiếu PVS rồi, và PVS ở đây đang có những nhịp kỹ thuật rất là đẹp. Thì tuần tới anh chị chúng ta sẽ cố gắng mà neo lên PVS. PVD thì hiện tại chưa đẹp đó, PVD hiện tại chưa đẹp. PVD, cái vùng kháng cự của PVD đang là vùng 12.5, và cái vùng ở đây là vùng 12, thì trong tuần là PVD đã nhô lên, nhưng mà sau đó thì cái điểm nhô này có vẻ không hợp lý lắm, nên là em ấy đang phải test lại cung đó, những cái điểm test cung, thì những cái điểm test sâu nó sẽ ở khoảng vùng 11.5, nhưng theo như khả năng cùng với cái tình thế hiện tại đối với nhóm ngành dầu khí thì nó sẽ không test được sâu đến tận 11.5 đâu, nên là nói chung là 11.7 gì đó. Đó, 11.7 gì đó thì chúng ta cũng có thể vào vị thế, và sau đó thì nếu như trường hợp của nó gãy 11.7, 11.5 thì chúng ta có thể canh mua tiếp. Thời điểm hiện tại là dòng tiền sẽ hút vào nhóm ngành dầu khí, nên là chúng ta cực kỳ lưu tâm. Mã cổ phiếu PVT thì đã nhiều anh chị cầm rồi, cầm nắm rồi. PVT thì bây giờ chúng ta không 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 bàn nữa. PVT đang có những cái thông tin về cổ tức, về thoái vốn vân vân và vân vân, nhưng nhìn trên cái góc độ kỹ thuật ở trong cái bản tin tuần video số 129 thì cũng có nói rồi, vùng 13.4 đến vùng 3.6 đó là cái điểm tì bật của cổ phiếu. Điểm này mà không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại và nó sẽ đánh lại về cái biên ở đây, đó là biên 14 đến 14.5. Trong tuần thì có hai điểm vượt thoát, tuy nhiên là vẫn chưa thoát được. Phiên đến phiên ngày thứ năm thì mới thoát được, và phiên ngày thứ sáu hôm nay thì nó hơi úp lại một tí, nó hơi xấu, nhưng trên góc độ kỹ thuật là PVT sẽ có một cái vòng cung ở đây, tức là nó sẽ chạm vùng 15, nó sẽ chỉnh kỹ thuật và nó có xu hướng nó sẽ test lại biên trên, đó là biên 14.5. Khi test lại biên trên ở 14.5 với một lực cầu duy trì ổn định và có những cây nến xanh đẩy dài lên với lực cầu khoảng trên 3 đến 4 triệu cổ phiếu, thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái target tiếp theo của PVT ở khoảng vùng giá 16. Như vậy là trong nhóm ngành dầu khí thì có những mã cổ phiếu đáng để đầu tư, đó là hiện tại là PVS, sau đó là PVT và PVD và PLX, thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới chúng ta có thể tham gia vị thế. Cùng với đó là mã cổ phiếu PET thì đánh láo quá, đúng không ạ? PET thì cũng có phân tích cho các anh chị rồi. Từ sau cái đây điểm cái tuần, và nó có những cái điểm dự dự chỉnh không gãy khoảng vùng 10.2,
Ở đây là 10.4, 10.4, 10.5 thì nó nôm na là như vậy. Thì dự dự là nó đánh về vùng 12, thế mà trong tuần này nó làm phát lên 14, nó đánh đáo quá chịu. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng có một cái mã cổ phiếu PGS bắt đáy. PGS là mã cổ phiếu PEN, nó bắt đáy, bắt ở cái vùng thấp thấp ở dưới này, bắt xong thì nó trần phiên ngày hôm nay thì nó không giữ được nhịp. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì yên tâm, khả năng là T3 chúng ta sẽ có lãi thôi, và mục tiêu trong nhịp bắt đáy này thì chúng ta sẽ canh ở cái vùng ở đây, chúng ta làm ít ít thôi, vùng 6.3 thì đó chúng ta chốt. Đấy, nôm na là như vậy, bắt ở vùng dưới 5 chấm mấy đây này, 5.34, 5.35 gì đó, về đến khoảng vùng 6.3 nhẹ nhàng T3 chúng ta chốt. Rồi nhóm ngành dầu khí thì chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi, OBSR những cái mã POV kép thôi bỏ qua, dành thời gian để chúng ta đi phân tích những cái mã cổ phiếu nó ok hơn. Rồi nhóm ngành banh thì các anh chị lưu ý là đối với nhóm ngành banh là nhóm mùng đã có những cái phân tích đầu tiên trong cái nhịp bắt sóng hồi, tức là ngay từ phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu cũng đã có của cái bản tin video của ngày 29 đến ngày 30 ấy. Thì trong cái phiên ngày thứ sáu là phiên khuyến nghị bắt banh đầu tiên, bởi vì banh sẽ là một cái mã sẽ hồi đầu tiên. Thì đối với Vietcombank sau một phiên đẩy tăng dài đây, Vietcombank có những điểm test kỹ thuật không gãy vùng 84, đấy là vùng đệm đúng không ạ, và từ vùng 84 này thì kỳ vọng là Vietcombank sẽ đánh lại về vùng 85 đến vùng 86 và vượt cái kháng cự. Đây các anh chị nhìn thấy đây, hai phiên chỉ giật vượt kháng cự và đến phiên ngày thứ năm thì Vietcombank mới vượt được cái kháng cự này. Và vượt được kháng cự này thì xu hướng sẽ đánh về khoảng vùng 88 đến vùng 89 ở đây. Trước mắt là kỳ vọng như vậy, bởi vì Hùng sẽ cần phải thêm cái tín hiệu dòng tiền, ví dụ như trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba nó có những cái phiên giao dịch khoảng tầm 2 đến 3 triệu cổ phiếu mà giá nó tăng đẩy lên thì chúng ta mới kỳ vọng lên được đến vùng 95. Còn nếu mà giá lực cầu nó chỉ lưu tiêu như này thôi thì nó cũng chỉ hồi gọi là hồi phục đến T cộng thôi, tức là T cộng thì nó cũng chỉ đi về đến cái vùng này thôi, đó vùng 88 90 này thôi. Rồi công thương CTG khuyến nghị bắt, bắt như mưa luôn đây đó, có cái gì thì chúng ta nói cái đó thôi. 4 ngày trước Lồng có đánh giá lại toàn bộ các cái nhóm banh ở trên này, bắt tổng quan, canh bắt thêm tỷ trọng đó, bắt thêm tỷ trọng, kỳ vọng CTG sẽ đánh chạm lại vùng 31.5 đến vùng 32 đây 4 ngày trước. Rồi trong phiên ngày hôm qua 2 ngày, với ngày hôm qua lại tiếp tục bắt các tài khoản, tiếp tục bắt công thương đó. Thì đấy là những cái tín hiệu nó phát sinh ở trong tuần, nên là chỉ có các anh chị mà về đồng hành cùng với Hùng thì mới có thể nhận được những cái thông tin đó thôi. Thì bản thân công thương chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ ở đây, vùng 28, vùng 28.5 đi lên, và sau đó thì cái biên ở đây này, cái biên 30, cái biên 30.5 là phân tích ở trên bản tin tuần 129. Và khi ông nhận thấy các cái điểm bứt phá lên thì tiếp tục khuyến nghị mua mua mua, và phiên ngày hôm qua thì cũng cũng như vậy. Và đến phiên ngày hôm nay thì công thương đã chạm về đến vùng 32, một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh với lực cầu tương đối ổn định, dòng tiền đi lên. Và với tín hiệu cầu như thế này thì cũng đang kỳ vọng là nhịp này công thương sẽ hoàn thành 32 là hoàn thành rồi đấy. Nói chung là 31.5 đến vùng 32, 31.5, 33, 39, 32.95 thì nó sát sát nhau rồi các anh chị. Ở trong nhịp này cũng đang kỳ vọng công thương lên khoảng vùng 34. Như vậy là anh em chúng ta cũng đã có một cái nhịp hồi phục và chúng ta bắt công thương thành công. Mã cổ phiếu BIDV và ACB. Bit trong thời điểm hiện tại, trong phiên ngày hôm nay thì Bit là một cái mã cổ phiếu trong cái nhóm banh ấy, thì Bit đang yếu nhất, và phiên ngày hôm nay thì cũng đã nổi lên được trên vùng 40. Tuy nhiên trong phiên ngày hôm nay thì Hùng không có khuyến nghị bắt thêm Bit, lúc đó thì cũng nhìn thấy tín hiệu nhưng mà không khuyến nghị bắt thêm, bởi vì Bit nó đang hơi yếu, chúng ta sẽ cần phải chờ thêm một vài các cái phiên test kỹ thuật của nó ở đây. Đó, Bit sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 40, có thể kéo lên sau đó nó sẽ test lại. Test trả lại không gãy thì khi đó chúng ta sẽ chiến đấu. ACB, một số các anh chị là bị chốt ACB sớm nên là than thở chốt hớ.
Nhưng về trên góc độ kỹ thuật thì ACB vùng 26 đúng là như vậy, đúng vùng 26 thì chúng ta có thể chốt đi 50% về mặt tỷ trọng, tức là trong cái cách mà chúng ta phân tích một sóng lên đó và chốt xong thì không sao cả. Nếu mà chúng ta chốt sai thì chúng ta sẽ mua lại không có gì cả, hoặc nếu không thì còn 50% còn lại thì chúng ta sẽ chờ. Thì trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn là ACB lại có một cái nón úp như này đó, khi thì nón ngửa khi thì nón úp. Nó có thể kéo lên maximum một khoảng vùng 27 và sau đó em mới phải test, em phải test ở trong cái vùng này và test ở trong cái vùng này thêm một vài ba phiên nữa thì cũng sẽ quan sát thêm cái sự vận động ở đây đó, không gãy thì khi đó thì chúng ta mới có một cái nhịp tăng tiếp theo của ACB. Nhịp này ACB đánh gớm đấy và khả năng còn đi tiếp, khả năng là sẽ đi tiếp, và khi mà cái tín hiệu cầu không gãy ở vùng 26 thì chúng ta sẽ đi xây tiếp theo ở khoảng vùng 28. MBB cũng phiên ngày hôm qua kiến khuyến nghị các tài khoản đang cầm thì chúng ta bắt bắt thêm MBB vào trong phiên ngày hôm nay thì MBB đã phi tiêu. Rồi, MBB thì chúng ta nói đến một cái điểm hồi phục kỹ thuật và cái điểm hỗ trợ của MBB ở khoảng vùng 18. Từ vùng này thì tín hiệu kỹ thuật ngày hôm nay MBB có một lực cầu tương đối là mạnh và đã đánh vượt thoát vùng 19 thì về mặt lý thuyết là có thể phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba MBB sẽ có những cái điểm test lại cung 19. Không gãy thì chúng ta sẽ có một cái điểm target kỳ vọng của MBB ở khoảng vùng 2x. Đi được, nói chung nhịp này MBB sẽ lên được 2x, chúng ta canh ở cái vùng đó để chúng ta canh chốt. Công thương rồi, MBB rồi. TCB, Techcombank khuyến nghị các tài khoản đang cầm bắt lại ở vùng 22. Quanh vùng 22 để chúng ta đảo hàng, và trong phiên ngày hôm nay thì Techcombank cũng đã có một cái điểm đảo hàng bước đầu thành công, đúng không ạ? Bước đầu thành công. Và Tech thì nó cũng tạo đáy đúng phiên ngày 29 và ngày 30. Đó, gần như là bán đúng đáy hết rồi. Rồi, và điểm điểm hồi phục kỹ thuật này đảo vốn từ vùng 22 thì lại giúp cho cổ phiếu này đi về lại vùng 24 thôi, vùng 23.5 đến vùng 24. Đây là trở thành những vùng kháng cự thì về lý thuyết là chúng ta mua được bao nhiêu ở vùng 22 thì về đến vùng 24 chúng ta chốt đi. Đó, gọi là chém cá ở trên thớt. HD Bank, phân tích cái em HD Bank này là đang kỳ vọng một cái sóng lớn mà em ấy đánh ải quá. Vùng 25.5 đến vùng 26 của HD Bank trong tuần vẫn tiếp tục giữ ổn định, và cái câu chuyện là đang kỳ vọng nó nằm ở đây này, mà hôm nay cầu vào đến tận 3 triệu 9 mà không chịu đánh bung cái nóc 26, bởi vì khi mà HD Bank đánh được bung cái nóc 26 á thì khi đó thì đẹp đấy, đẹp vô cùng đấy, nên là các tài khoản mà đang cầm HD Bank chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Và biên 25.5 đến biên 26 anh chị lưu ý ở vùng đó, và trên góc độ kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng HD Bank nhịp này đánh đánh lên đến vùng 3x đi, 3x 32 gì đấy, nôm na nó là như thế. Nhưng mà các anh chị lưu ý nhé, phải ở trong biên 25.5 không gãy nhé. VPBank phiên ngày hôm nay, VPBank ngày hôm nay cũng được nhặt được. Và đối với VPBank thì chúng ta thấy rằng là VPBank cũng có một cái nhịp tạo đáy ở nền ở biên 22.7 đến 23.2, và sau đó thì VPBank cũng đã có một cái lực phục hồi này thì vùng kháng cự là vùng 24. Và chính vì vùng 24 này là vùng kháng cự nên các anh chị thấy là cổ phiếu ngập ngập lặn mất 4 5 phiên và đến phiên kết tuần thì mới có một lực cầu đánh vượt lên trên vùng 24. VPBank hôm nay có khuyến nghị mua không nhỉ? Không nhớ, nói chung là nhiều quá. Có các anh chị VPBank 13h40 và canh nhún ở vùng 24.2. À đúng rồi, VPBank hôm nay nhưng mà cuối cùng là khớp ở vùng 24.35, và ông có nói vui là để xem tuần sau lỗ bao nhiêu. Bởi vì thời điểm đó là ông có phân tích một cái nhịp nhún của phái sinh. Đó, nhịp nhún của phái sinh là đâu đó ở vùng đó này. Đó. Thì canh cái nhịp nhún đó để dò lại cái vùng 24.35. 24.2 nhưng mà không khớp được, chỉ khớp được 24.35 thôi, và
tài khoản mua mới hay mở mua gì, nếu nôm na là phiên này, thì chúng ta sẽ kỳ vọng là VBank sẽ đánh chạm lại lực cầu này, sẽ đánh chạm lại ở khoảng vùng 25 cộng, tập trung đánh banh, nói chung là rất là đẹp. Rồi trong nhóm banh thì chúng ta sẽ cần phải đi phân tích những cái mã cổ phiếu khác nữa, đó là mã cổ phiếu VIB. VIB sau khi chuyển sàn thì cũng có nói đến một cái câu chuyện ở đây, anh chị lưu tâm giúp vùng lên 32.5 đến vùng 34, và chúng ta sẽ xem VIB ở trong vùng này nó có đánh để có một cái cây nến xanh ngồi lên ở đây hay không, thì đấy là một cái nhịp xổ số. Ở trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn, đường MACD đang cắm đầu thì cổ phiếu nó chỉ tích lũy đi ngang thôi và thiên về kịch bản giảm giá. Chính vì vậy nên các anh chị nhìn thấy đây, từ cái thời điểm này đúng không ạ, là bắt đầu VIB đi ngang và chúng ta dò tìm cái vùng đi ngang ở đây để chúng ta xem cái ý đồ tạo lập, và chúng ta sẽ chờ chờ thêm sẽ có một cái điểm nào đó VIB nó sẽ tạo 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 đáy ở đây và có một cái tín hiệu kỹ thuật nôm na nó là như thế. Hùng sẽ tìm cái điểm xoay chiều Livermore, điểm xoay chiều của Livermore để giúp chúng ta nhận diện là cổ phiếu ở cái điểm nào nó có thể xoay chiều, nó có thể dự báo được cái xu hướng bật ở điểm đó thì chúng ta sẽ chiến đấu. Rồi VIB vừa chuyển sàn, Liên Việt Postbank cũng chuyển sàn, và sau một cái điểm chuyển sàn đó thì có 3 phiên giao dịch xấu và nhiều nhà đầu tư lại bảo là em ơi có bán không, là thì ông bảo cứ từ từ bán gì mà vội, đúng không ạ? Kháng cự của nó là 13, nếu có bán thì bán ở vùng trên này này đó, có bán thì bán ở đây, còn ví dụ nó bị rơi hai phiên như thế này rồi á thì cứ bình tĩnh. Và sau đó thì ông có nói đến các anh chị quan sát cho Hùng ở vùng 11.3 đến vùng 11.5, đây là cái vùng đấy, ở bên này nó hỗ trợ rồi, về đến đây chúng ta lại bán đúng đáy, đúng không ạ? Vô hình dung là như vậy thôi, cái câu chuyện là nhà đầu tư của chúng ta luôn bị như vậy, hoảng loạn xong rồi bán xong rồi cổ phiếu nó piu tăng, thế tăng lại thì nó làm sao chúng ta dám mua nữa, đúng không? Chúng ta sẽ không bao giờ dám mua nữa. Và ngày hôm nay thì Liên Việt Postbank đã có một cái điểm tăng và điểm này nó đã lấp được những hai cái phần giảm ở cái gap giảm ở trước này, nó tương đối như vậy là tương đối tốt. Về mặt lý thuyết thì sau khi mà nó có một cái nến xanh này thì nó sẽ có những cái điểm trả lại ở đâu đó khoảng vùng 1.8 đó, trả lại vùng 11.8 không gãy thì lúc đó là em này mới đánh được lại lên đến vùng 11.5. Chúng ta sẽ view 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 to to ra một tí, thì bây giờ là dòng tiền bắt đầu cắm đầu đi xuống và nó bắt đầu hướng lên, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu dòng tiền này xem là nó có hồi lên được hay không. Đó, ví dụ như nó hướng lên như thế này thì là ngon rồi, đúng không ạ? Thì phân tích của chúng ta là đúng. View view xa xa hơn một tí nào, chúng ta xem tổng cục thì vùng kháng cự dày của nó sẽ ở khoảng vùng 14 đến vùng 14.5, nên cái cơ hội mà Liên Việt Postbank đi lên vẫn là còn, nên quan điểm cùng là giữ. Đó. Rồi mã cổ phiếu STB, hôm nay một số anh chị có hỏi Hùng mua STB nhưng mà Hùng thấy là chưa ổn lắm. Về điểm hỗ trợ của STB trong nhịp này nó là điểm 13, và cũng nhiều anh chị là sẽ bán đúng cái điểm đáy này này, sẽ bán đúng cái điểm 13 này này do là hoảng loạn này đó, và sau đó thì bây giờ là cái điểm kháng cự của nó là điểm 14, thì cổ phiếu đang có điểm bật lên, đang có điểm bật lên, bây giờ xóa xóa bớt cái này đi. Đang bật lên ở đây với lực cầu phiên nay được đạt khoảng 15 triệu, nhưng 15 triệu cổ phiếu thì Hùng thấy chưa chưa ok, chưa happy lắm, và xu hướng là sẽ có thêm một đến khoảng 3 phiên nữa. Nó sẽ đập đập trở lại đây, nó sẽ đập trở lại đây thêm một ở vùng vùng 13.5. Đó, vùng 13.5 test cung ổn định và lực cầu phải cực kỳ mạnh, tức là có những phiên giao dịch phải trên 30 triệu cổ phiếu thì mới bật được cái vùng 14. Vùng 14 dài lắm, vùng 14 nhìn thế này thôi nhưng mà để bật được nó rất là khó. Tín hiệu kỹ thuật thì dòng tiền đang hướng lên, như vậy là thế này là tốt này, và tín hiệu đường MACD thì cũng đang có những cái tín hiệu thu, tức là STB cũng đang có những cái tín hiệu hồi phục. Rồi. Mã cổ phiếu BVB. BVB thì bây giờ nhiều anh chị cũng sốt ruột đúng không ạ? Rồi không sao cả, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Quan điểm khùng là BVB có một cái nền ở đây 11.5 đến nền 12, không bàn không không miễn bàn cái nền này. Và từ cái nền này thì đang kỳ vọng là BVB bây giờ trước người ta đưa target cao quá nên là ngợp lên đến tận 15, mà lên đến 14 là nhiều anh chị không chốt, thì chúng ta nhìn thấy những cây đinh búa như này và đúng về mặt lý thuyết đây, gãy 12.8 là chúng ta phải bán. Phiên gãy này chúng ta phải bán bởi vì nó mất hết hỗ trợ ở đây rồi. Mất hết hỗ trợ ở đây rồi.
Và bây giờ nó lại hồi phục lại thì chúng ta lại kỳ vọng em ấy đi lại vùng 13. 13 sẽ đâm lại vùng 13 này là cái vùng kháng cự dày. Sau đó ở vùng 13 có một cái lực cầu nó ổn định và nó kéo được thoát vùng 13 thì khi đó thì chúng ta sẽ đi xây, gọi là đi xây target tiếp theo. Rồi. Một mã cổ phiếu nữa là chúng ta để à rồi chúng ta phân tích VCA trước đi. Sau đó thì chúng ta đi phân tích ngược lại bộ đôi TVC và TVB. Thì VCI là vùng 4x là cũng đã có khuyến nghị là chúng ta chốt bớt rồi đó, và một số anh chị bảo ôi bán hớ không sao cả, bán mình bán xong mà cổ phiếu lên thì mình phải thấy vui anh chị, sao lại buồn nhỉ, dành những người đến sau một tí có sao đâu ạ. Bởi vì chúng ta bắt được VCI ở vùng 34, 35, 36 ở đây và chúng ta chốt ở vùng 4x cộng là được rồi, 40 là đẹp rồi, có anh chị còn chốt được 41 nữa, còn mọi người còn đòi chốt đúng đỉnh ở đây là đỉnh bao nhiêu 42, nó khó lắm anh chị, 42. Trên góc độ kỹ thuật thì VCI sẽ có những cái điểm test cung, nó sẽ test lại cung và dòng tiền đang bắt đầu toàn mình đi xuống rồi, đó ví dụ như vậy. Đây là những cái dấu hiệu mà cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test cung và chúng ta cũng sẽ chờ đây các anh chị này, đó. Khi mình vẽ cái hình 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 này này, đó thì chiếu lên đây đúng không ạ? Đây này, nó ôm này thì nó ôm đúng cái điểm này thì đó là lúc mà VCI bắt đầu có cái điểm hồi phục kỹ thuật ở đây. Đơn giản như vậy thôi, nó có gì đâu, phân tích kỹ thuật thì nói chung chủ yếu là mình nhìn quen thôi, mình nhìn mình đoán được cái đường đi của cổ phiếu thôi. Thì VCI sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở đây thì ta sẽ quan sát được những cái điểm chỉnh ở đây. Nếu như mà nó chỉnh ở khoảng vùng trên vùng 40.5 là đẹp, tức là cổ phiếu khỏe đấy, cổ phiếu khỏe là cổ phiếu không gãy vùng 40.5 là cổ phiếu khỏe. Và nếu kịch bản này xảy ra thì ở vùng 40.5 chúng ta lại trao tiếp. Trao tiếp. Và có trao được hay không thì cũng cần phải chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật nữa, các cái góc nhìn nữa, còn cơ bản là bây giờ chúng ta dự về cái vùng 40.5 đã. Đó, còn khi nó về đến vùng đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nói. Rồi, cái bộ đôi VCI và BVB và trong cái nhóm này nó còn có TVC TVB. Cái bộ đôi này cũng rất là đẹp, mà ông đã có khuyến nghị mua rồi. Đó, đầu tư rồi. Và cái bộ đôi này thì cũng có khuyến nghị với các anh chị là dành cho những người không ngại tốc độ, không ngán độ cao. Bởi vì khi đi nó đi rất nhanh và khi nó giảm thì đây chúng ta view một cái cách tổng cục đây, đó. Nó đi nhá, nhìn các anh chị nhìn thấy những cái dốc đứng này có thích không ạ? Thích chứ. Chúng ta bắt được những cái dốc đứng này là chúng ta cực kỳ thành công, và những cái anh chị nào mà vô hình dung mà ôm phải những cái điểm ở trên này thì lại là những người thất bại thôi. Đó. Vậy thì đến thời điểm hiện tại, tại sao Hùng lại khuyến nghị mua? Bởi vì Hùng đã nhìn thấy những cái dấu hiệu là chúng ta hoàn toàn có thể đứng ở bên cái dốc xanh. Đấy, điểm này này, phân tích TVB ở vùng 8, và phân tích lên vùng kháng cự 9.3. Một nhịp xong, xong đó trả lại về lại đúng vùng 8. Và trong tuần vừa qua thì nó đã tiêu lên này. Đó, để chúng ta xem lại con TVB chúng ta nói ở vùng mấy. 23 ngày, một tháng, bộ đôi đầu cơ đó, TVC, TVB 23 ngày, 21 ngày, đây chạm kháng cự 9.3, đấy là cái vùng kháng cự đó, và thoát nền 9.3 thì áp tiếp, nói chung nôm na là như vậy. Và 3 ngày về trước thì có nói test cung 85, 93 kháng cự. Đó, nôm na là như vậy, không ngại độ cao, không ngại tốc độ. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của TVB như thế này thì TVB sẽ đi về dự dự nhé, dự dự là nó sẽ đi về vùng 11. Đó, từ 8 mà đi về vùng 11 là 3, 3 trên 8 là bao nhiêu phần trăm các anh chị? Cũng được cái chứ. TVC thì như thế này, TVC đó, các anh chị nhìn thấy này, đi lên và chiêu phát, không còn cái gì nữa. Và sau những cái gọi là vụn vặt, gọi là đồ đá, sau cái thời kỳ đồ đá thì nó lại mở ra một cái cơ hội mới, một cái trang mới, và bây giờ thì Hùng đang tìm cái cơ hội mới đó, cái trang mới đó. Và cái cơ hội đó thì Hùng nói đến cái vùng 9.8 ở đây này, 9.8, 9.7 đây của TVC.
Đây là cái vùng hỗ trợ khá là ok, khá là happy, và cái vùng này thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể mua. Từ cái vùng này xong thì bây giờ đang kỳ vọng nhịp này đánh về vùng 11.5 đó. Rồi còn khi mà có một cây nến thoát vùng 11.5 thì lúc đó nó cũng sẽ có thể là nó sẽ đi theo cái hình ở bên này đó, thì kỳ vọng thôi các anh chị đó, tức là sau đó thì nó sẽ đi này đó, nó đi như này thì rất là ổn. Và lưu ý lại là bộ đôi này là bộ đôi đầu cơ HCM. HCM cũng có một nhịp tạo đáy đúng phiên ngày 29, đây 29 tháng 10 bán đúng đáy, và như vậy là nó có một cái lực hồi phục đi lên. Cái lực hồi phục đi lên này thì Hùng có vẽ một cái vùng test cung ở đây, đó chính là vùng 21.5. Ở trong những cái kịch bản ở kể cả bên này thì chúng ta cũng nói đến vùng 21.5, đó là vùng mà HCM có thể test cung. Ở vùng này test cung không gãy thì cái cơ hội đi về vùng kháng cự đó là vùng 23.2, và mạnh hơn thì có thể vùng 24, tức là nói chung là hoàn thành một cái nhịp target ở bên này. Với lực cầu hiện tại của HCM thì cái mục tiêu ở vùng 23 cộng và đến vùng 24 thì hoàn toàn có thể khả thi. Dòng tiền đang đi lên, đường mác đang đi lên tương đối là đẹp. SSI thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. SSI thì chúng ta có cái vùng ở đây là vùng 17.5, và trong tuần thì so với HCM thì SSI đi nó kém hơn, cái lực đi của SSI kém hơn. Và cái lực đi của em này thì nó đang nói chung là khả năng ấy, thì trong nhịp này thì khi mà kết thúc cái nhịp hồi, tức là VN Index tiệm cận về vùng 970 đến 975 điểm á, thì HCM cũng chỉ SSI cũng chỉ về được cái vùng kháng cự thôi, là vùng kháng cự là 18 cộng 18 18 18.3 ở đây thôi, chứ còn không lực lực đi này của SSI thì cũng chưa thể đi mạnh được. Nói chung là như vậy. Gặp cái vùng kháng cự dày này là hàng ở bên này nó tuồn ra nó bán tưng bừng luôn. Rồi, SHS. SHS cũng có một cái lực hồi phục và cũng tạo đáy đúng phiên ngày 29. Bán trong hoảng loạn và sau đó thì SHS hồi phục lên, hồi phục ở đây thì trong bản tin tuần chúng ta tìm vùng hỗ trợ 12.6 đến 12.8 không gãy. Lực cầu ổn định tiếp tục đi thì sẽ đưa cổ phiếu về lại vùng kháng cự, và trên góc độ kỹ thuật thì SHS cũng chỉ về khoảng vùng 14 cộng thôi là bị chốt. Về 14 cộng là bị chốt, nên là các anh chị nào mà chúng ta đang cầm hàng thì cũng chúng ta cũng chốt nó phù hợp với cái vùng kháng cự tuần tới của VN Index. Rất là đẹp, nó những cái điểm mua nó là thời điểm nó là như vậy. Và trong trong cái nhóm ngân hàng thì chúng ta có trong tuần vừa qua có mua thêm cổ phiếu FTS. FTS có mua có bắt ở đây, và ngày hôm nay thì cổ phiếu đang có những điểm trả lại thì không sao cả, những điểm trả này thì có thể là chúng ta cứ cầm nắm thôi. Những cái điểm trả cung này sau đó nó trả hết thì chúng ta lại bắt tiếp không sao cả, đoạn này thì FTS không sợ. Rồi mã cổ phiếu VND cũng chính thức là khuyến nghị mua, và VND thì khuyến nghị mua mà đang kỳ vọng là nó trả cung thấp thấp một tí, nhưng mà cuối cùng nó không trả cung thấp thì chấp nhận là phải mua ở vùng giá 17. Các tài khoản mua của VND theo khuyến nghị là bắt đều đều phải khớp ở giá 17. Thì đối với VND trong cái nhịp phân tích kỹ thuật này thì VND tương đối ổn, và Hùng cũng sẽ kỳ vọng là cái sự hồi phục này đó, các anh chị bán này đó, nếu mà đúng ngày 30 luôn nó bán đúng đáy thì đến bây giờ làm sao mà dám mua lại, đúng không ạ? VND sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở trên 17, lực cầu quay trở lại ở trong nhịp này thì chúng ta kỳ vọng VND đi về đâu nhỉ? Lên được 20 không? Được ấy. Thôi cứ đặt 20 đi cho nó đẹp số chẵn. Nhưng 20 thì khả năng hơi khó trong nhịp này, khoảng tầm 18 tầng nghe đã 10 19 19 19 đó là kinh khủng. Chắc là lên khoảng 19 sẽ chỉnh kỹ thuật. 17 lên 19 trong một nhịp T cộng. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thép Hòa Phát HPG. Hiện tại đối với Hòa Phát thì cũng rất là ok trong một cái cách mà chúng ta đi phân tích sóng lên ở đây trong cái biên
Các anh chị nhớ cái biên 30 đến 30.5 Hòa Phát trong tuần vừa qua đã có một cây nến xanh ngồi lên và trên với một góc độ kỹ thuật hiện tại như thế này thì chúng ta cũng hoàn toàn kỳ vọng Hòa Phát sẽ đánh lên vùng 34 đến vùng 35. Hoa Sen hôm nay đã chạm vùng kháng cự và cũng hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 18 cộng. Và khi hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 18 này đây, các anh chị thấy chưa? Đó, nó bị rụt lại này, phiên ngày hôm nay là không 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 giữ được ở cái điểm cao nhất. Trên góc độ kỹ thuật thì Hoa Sen sẽ có những điểm test ở đây, những điểm 17.5. Sẽ có những cái điểm test cung thêm 17.5, không gãy, lực cầu duy trì ổn định và Hùng cần phải có những cái tín hiệu lực cầu xác nhận thì lúc đó chúng ta sẽ đi xây target tiếp theo của Hoa Sen. Và với việc nếu như Hoa Sen test vùng 18.5 không gãy thì mục tiêu tiếp theo của Hoa Sen sẽ ở khoảng vùng 20. NKG là bán hớ rồi, đến thời điểm này là bán hớ rồi. Ở trong phiên ngày hôm qua, tất nhiên là nói hớ thì cũng không hẳn là hớ lắm, bởi vì là trong phiên ngày hôm qua là chúng ta cũng chốt khoảng vùng 9.7 mấy, 9.75. Đó, thì nó cũng nằm ở đâu đâu ở trên cái biên này, nói chung là cũng không có hớ lắm. Đó. Phiên ngày hôm nay thì nó lên đến 10, tức là nó cũng lệch đi một tí. Rồi. Và Nam Kim ở trong thời điểm hiện tại đang đang khả năng là đang có một sóng cũng tương đối là khủng đây. Thì đối với Nam Kim chúng ta như thế nào cho nó dễ nhỉ? Bởi vì bây giờ nó cũng đang rất là khó, cái điểm nhảy gáp này thì cũng chưa thể đánh giá được. Nhưng nôm na là bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trong vùng 9.7 đến vùng 10 để cũng sẽ có thêm định lượng, khả năng cũng sẽ cần thêm phiên ngày thứ hai. Nhưng trên tinh thần là Nam Kim sẽ tiếp tục đánh, với lực đánh như thế này thì Nam Kim sẽ tiếp tục đánh và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 9.7 đến vùng 10 của Nam Kim. TLH thì đang miệt mài gom nhưng mà chưa kịp gom thì nói chung cũng kịp gom rồi nhưng gom được ít thì nó đã đánh rồi. Và đây là một cái phiên mà TLH bị mất mất cung, mất cầu và tăng cung. Thì không sao cả, bởi vì TLH nó có một cái điểm đánh ở đây từ vùng 4 mà nó đánh lên tận gần lên đến 5 rồi, như vậy là cũng 1 phần 4 gần 25%, thì nhiều tài khoản là bắt được ở dưới này thì đến phiên này người ta chốt thôi. Về góc độ kỹ thuật hiện tại như vậy là TLH sẽ có những cái điểm trả lại thôi, nó phải trả lại ở vùng 4.5 đó. 4.5 ở xem cung cầu ở đây như thế nào rồi sau đó thì mới có thể tiếp tục hình thành nên một cái nhịp tăng ở bên này được. Trong cái phân tích của Hùng thì Hùng đang kỳ vọng ở vùng 3.6 là kênh xu thế trung hạn, nhưng mà vùng 3.6 thì chưa thể mua được bởi vì là gần như về đến vùng 4 là em ấy lại bật lên. Đó. Rồi 1:22 phút, uống một ngụm nước để chúng ta đi phân tích một số các mã cổ phiếu khác nữa. PLC bản tin hôm nay khả năng sẽ hơi dài hơn một tí các anh chị nhé. Các anh chị chỉ ngồi nghe thôi, Hùng nói khan cả cổ họng. PLC là nói đến cái vùng 20 và sau đó thì hồi phục lên vùng 24, và trong bản tin tuần thì chúng ta đang phân tích ở cái điểm là 25. Trong điểm phân tích tuần là đang phân tích ở cái điểm 25 của PLC. Cổ phiếu này sẽ có những cái điểm từ 25 test cung là 24 không gãy thì cái mục tiêu của chúng ta là PLC sẽ tiếp tục đánh, nhá, tiếp tục đánh. Tín hiệu trong tuần thì PLC đang tương đối là ổn định và chúng ta chờ một cây nến thoát vùng 25 ở đây. Đó, thoát vùng 25 ở đây thì xu hướng sẽ đánh về khoảng vùng 27 đến vùng 28 đối với PLC. KSB hiện tại là KSB đã gần như là đã đi về gần đúng cái điểm đây là điểm kháng cự 27, và các tài khoản mà trong team Hùng Lê đang nắm KSB thì Hùng đã khuyến nghị là chúng ta sẵn sàng để chúng ta chốt các cái điểm mua của chúng ta không còn nữa. Đó, cái điểm hồi phục của KSB bắt đầu từ đây, từ vùng 22.8 và vùng 23 đây. Đó. Tức là đúng cái phiên tạo đáy của phiên ngày thứ 6, nôm na nó là như vậy. Cổ phiếu DHC thì đã khuyến nghị bắt rồi, mua thêm rồi. Và mục tiêu của DHC đó là chúng ta sẽ đi về khoảng vùng giá 54 đến vùng giá 55. Đó.
bắt đây, cân thêm hàng DHA. DHA hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật chưa có nhiều. Bảo Minh BMI, BMI cũng phiên trong phiên ngày hôm nay à phiên ngày hôm qua thì một số các tài khoản đang cầm nắm thì cũng đã bắt thêm Bảo Minh, và trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì BMI là đã chạm về lại cái vùng ở đây, đó là cái vùng kháng cự, đây vùng kháng cự của nó là vùng 29. Thì cổ phiếu sau một phiên tăng mạnh như vậy thì cổ phiếu nó sẽ có những điểm test kỹ thuật, và những điểm test này đẹp nó sẽ đi về đâu đó khoảng vùng 28.3 không gãy đó, những cái điểm test kỹ thuật 28.3 không gãy này nó thêm 1 đến 3 phiên, và sau đó thì chúng ta cần một cái lực cầu quay trở lại để đánh break vượt vùng 29, thì khi đó xu hướng uptrend của Bình Minh sẽ tiếp tục xác nhận, của BMI sẽ tiếp tục xác nhận. Mã cổ phiếu PAC thanh khoản nó hơi thấp, nhưng mà trên góc độ kỹ thuật là chúng ta nhìn ở trên một cái trend dài thì cũng vẫn kỳ vọng nhịp này nó sẽ về khoảng vùng 3x. Cổ phiếu PTB phụ tài gỗ, rồi PTB nó cũng cái nhịp mà tạo đáy của PTB ở vùng 50 đến vùng 51.5 ở đây, và sẽ đưa cổ phiếu này về đến vùng kháng cự 55, và đến cái vùng này thì cũng đã khuyến nghị các tài khoản là chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt 55, có thể chúng ta chốt một nhát và đến khoảng tầm độ 57 chúng ta chốt một nhát nữa thì coi như là chúng ta hết cái lực hồi T cộng ở đây. Nó cũng sẽ song trùng với VN Index tạo đỉnh đang dự dự như vậy. CSV, CSV sau cái nhịp này là nhịp đánh nhiễu các anh chị, chúng ta bỏ qua nhịp đánh nhiễu đi, vùng 26 đến vùng 27 ở đây cần thêm thời gian. Tín hiệu hiện tại thì tín hiệu MACD đang đi như này thì nó cũng sẽ khá là khó. DGC DGC khuyến nghị bắt thêm, nhịp này thì khuyến nghị bắt thêm DGC sau một cái điểm mà DGC đánh vượt thoát vùng 44 ở đây, thì xu hướng hiện tại là khả năng là DGC sẽ đánh lên đến khoảng vùng giá 53, xu hướng là sẽ đánh thêm khoảng lên khoảng vùng 53, thì các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi. Cổ phiếu GEG, cổ phiếu này cũng tốn nhiều bút, tốn nhiều giấy lắm, và cũng nhiều nhà đầu tư là coi như tùm lum tèng leng, nhưng mà cái quan điểm của Hùng là gì, điểm phiên ngày hôm nay bắt này, ông đã có những cái điểm tính toán cho các anh chị rồi đúng không ạ, phiên em bắt và nó test lại cung thì bây giờ nó test lại này vùng 19.4 này đến vùng 19.9 này, nói chung là 19.4 đến vùng 20, nó cứ lằng ngoằng như này thì cứ kệ nó thôi. Phiên ngày hôm nay là một phiên lực cầu tiếp tục quay trở lại với 12 triệu cổ phiếu, tuy nhiên giá thì chưa thực sự là happy lắm. Nhưng trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì nôm na nó là vùng 18.5 là vùng tạo nền của cái chỗ này đó, và chúng ta mua xong thì chúng ta cứ thế chúng ta cầm, chúng ta chờ đến nó thoát vùng 21 đi đó, khi nào mà thoát được vùng 21 thì cái đó chúng ta nói chuyện đó, còn thoát vùng 20 là điểm mua full, tức là điểm mua hết, và đến thời điểm hiện tại thì gần như là các tài khoản mà theo khuyến nghị của Hùng là mua hết gách rồi đó, và lời lãi như nào thì chúng ta sẽ chờ tiếp. Cổ phiếu VOC khuyến nghị bắt ngày hôm qua, VOC khuyến nghị bắt ngày hôm qua. Trong cái nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là VOC sẽ có một nhịp hồi phục T cộng ở đây, và khuyến nghị bắt rồi. Còn cái target thì chờ hàng về, và sau đó thì cũng sẽ căn thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ở khoảng vùng giá 19 đến vùng 20 để cũng xem ở cái tín hiệu kỹ thuật ở đó thì như thế nào thì cũng sẽ đi xây target của cổ phiếu này. Ngày hôm nay thì khuyến nghị bắt mã cổ phiếu TDM. Ôi bắt xong thì đây TDM bắt lúc đấy nó còn đẹp lắm anh. TDM là khuyến nghị bắt phiên sáng. TDM lúc đó bắt mấy giờ nhỉ? 9:30 à 9:33 gì đó. Vùng 24, vùng 24.3, và nôm na thì chúng ta phải mua cao hơn một tí bởi vì là đây này. Đó, và kết phiên thì 24.95. TDM ngày hôm nay có một lực cầu tương đối tốt và tương đối ổn định. Còn nhìn trên trang kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng là TDM đã kết thúc cái sóng chỉnh ở đây và bắt đầu đi vào sóng 3, đi vào sóng tăng 3. Và cái sóng tăng 3 này thường là một sóng rất là khỏe trong lý thuyết về sóng Elliott.
sóng 3 của nhịp này sẽ là một sóng rất là khỏe, và đây là cái dòng tiền khởi động đã đánh trong phiên ngày hôm nay, chính vì vậy đã khuyến nghị mua. Cổ phiếu VPG cũng đã khuyến nghị bắt rồi, bắt ở đâu đó vùng 13.5 đến vùng 14 và bắt cách đây vài phiên, và đến thời điểm hiện tại thì phiên kết tuần là cổ phiếu này đã vượt thoát vùng 14.5, và đây là cái vùng kỹ thuật của cổ phiếu. Thì ở cái mẫu hình này các anh chị lưu ý, cái mẫu hình này nó rất giống với mẫu hình của cổ phiếu CVT đó, rất giống với mẫu hình của cổ phiếu CVT, rất giống với mẫu hình cổ phiếu HTN đó, và nó chỉ cần nó bứt thoát ở chỗ này thôi. Đó, nó bứt thoát ở chỗ này thì nó sẽ đi sang một cái trend ở trên này, thì gần như nó cũng mênh mông nó đi, nói chung là như vậy. Đây CVT ví dụ như vậy, anh chị nhìn thấy đây đó, thì CVT nó cũng đi theo một cái mẫu hình nó hoàn toàn tương tự như vậy. Sau một cái điểm dài nó đi bứt khỏi nền và sau đó nó bứt thoát lên, thì như vậy là CVT nó cứ đi thôi. Và đối với CVT ở trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng ở vùng 3x các anh chị nhá. Đó, sau khi mà cổ phiếu này đánh không gãy thì gãy vùng 25.5 đến vùng 26, kỳ vọng ở vùng 3x. Và CVT là một cổ phiếu cũng rất là thành công sau khi mùng đã phân tích được những cái điểm mua rất là thấp ở dưới này. Rồi, chúng ta nói luôn mã cổ phiếu GTN. Ở GTN cũng khuyến nghị bắt rồi, mấy phiên rồi. GTN cách đây 4 ngày. 4 ngày là khuyến nghị điểm mua hết rồi, mua hết rồi nhá. Tăng 50 đến 100% tỷ trọng trong 4 ngày trước. Và chắc chắn 4 ngày trước thì giá của nó đang lình trình ở đâu đó dưới này. GTN rồi, phiên kết tuần nó có một cái điểm đánh khá là đẹp, và trong cái nhịp này thì chúng ta sẽ nói đến vùng 23, đây chính là cái vùng hỗ trợ của GTN, và ở vùng này nó có những cái điểm điểm xoay về mặt kỹ thuật, chính vì vậy nên là khuyến nghị các anh chị chúng ta bắt một cái nhịp T cộng ở đây. Và nhịp T cộng này thì đâu đó nó khoảng vùng 26, các anh chị của chúng ta cũng sẽ canh chốt ở vùng này. Nhóm cảng biển chúng ta sẽ nói đến VSC. VSC là những cái target 45 là đã hoàn thành hết rồi, và bây giờ đang dự là nó lên khoảng vùng giá 48. Đang có những phiên siết chặt đi ngang ở vùng 46, như thế này thì cũng đang là ý đồ tạo lập, không biết làm gì, nói chung là chúng ta cứ nhìn tiếp thôi. Cổ phiếu HAH khuyến nghị bắt trong phiên ngày hôm qua, khi mà HAH ở cái vùng giá thấp này còn bắt xong thì nó mới tăng trần. Và hiện tại thì HAH đã có những cái điểm test kỹ thuật, chắc chắn là nó phải test rồi, và nó test đẹp nhất là khoảng vùng 13.5 không gãy. Thì cái lực cầu tiếp tục quay trở lại, và dự kiến ở trong nhịp này nó có thể đi về lại vùng 14 đến vùng 14.5. Cổ phiếu Gmanet GMD là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư, và ông có nói rồi, đây là một cái mã cổ phiếu mà nó đang đi theo những cái trend rất là dài, và khi mà ông phân tích những cái trend dài thì nó tận ở dưới này, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin phân tích. Và trong một cái sự hoảng loạn thì đây là những tài khoản mà bán đúng đáy, bán đúng ngày 29 và đến ngày 30 thì nó kéo lại luôn, tức là ngày 29, ngày thứ năm và ngày thứ sáu, đấy là những cái phiên Hùng Lê khuyến nghị là đã cầm cổ phiếu thì chúng ta sẽ cầm nốt, chúng ta không tuyệt đối chúng ta không bán, bởi vì bán như vậy là rất dễ là chúng ta bán đúng đáy. Thì Gmanet trong tuần đã có một cái nhịp tăng, và trong bản tin phân tích tuần thì cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ 23.5, đó là cái vùng tỷ bật rất là quan trọng, và vùng này không gãy thì cơ hội để hồi phục lên đánh tiếp là còn. Và trong phiên ngày thứ hai thì nó chỉ nháy một nhát về 23.5 thôi, sau đó thì nó kéo lên. Hiện tại thì Gmanet cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 26, và phiên ngày hôm nay là phiên bắt đầu test, đây là những cái điểm test kỹ thuật. Và những cái điểm test kỹ thuật này thì cho phép GMD không gãy vùng 25.5, và chúng ta sẽ có một cái nón ở đây, và điểm dưới sẽ là vùng 25.5. Vùng này không gãy chúng ta tiếp tục cầm, với kỳ vọng với lực đánh dòng tiền như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng lên ở khoảng vùng 28, khoảng vùng 28 tức là Fibo 161.8 hoàn toàn hợp lý ở vùng giá 28. Rồi, nhóm phân bón thì chúng ta sẽ nói nhanh BFC. Hiện tại BFC thì đã có một cái lực hồi phục, nó cũng hồi phục đúng phiên ngày 30 và đang có những điểm test trên cung ở vùng 16.
Và nhìn chung về xu hướng của nhóm ngành phân bón thì nó đang có một cái lực phục hồi thế cộng, và anh chị mà đang cầm BFC hoặc là phiên ngày thứ hai chúng ta có thể bắt ở đây, bắt ở quanh vùng 16 và dự kiến ở khoảng vùng 17 cộng 17 đến 17.5 ở vùng này. Đạm Cà Mau là đã hoàn thành những vùng mục tiêu ở đây, đó là vùng 13, và Đạm Cà Mau đang có những cái điểm test kỹ thuật ở đây vùng 12.3 không gãy, vùng 12 12.3 12.3 đến vùng 12.5 không gãy thì cái cơ hội để em này đánh lại vùng 13 là còn. Còn có thoát được vùng 13 hay không thì cũng sẽ cần thêm lực cầu, chứ còn tín hiệu hiện tại như này thì sẽ chưa thể đánh được, bởi vì đường mác là nó lại đang lình xình đi ngang ở đây rồi nên nó sẽ rất là khó. Đạm Phú Mỹ thì chưa khuyến nghị mua thêm. Bản thân thì Đạm Phú Mỹ bây giờ trong thời điểm hiện tại là đang gặp cái kháng cự ở đây là kháng cự 18. Và hỗ trợ ngắn, chính xác hỗ trợ ngắn của Đạm Phú Mỹ là 16.5. Tức là nôm na là em ấy đang đi đây 16.5. Xong đó quạt lên 18, và 18 này có giữ lại được hay không thì bây giờ là nó có cái vùng đây là vùng 17, tức là nó đang đi ngang ở trong cái biên này. Lực cầu của phiên ngày hôm nay thì cũng tương đối là ổn trên 5 triệu cổ phiếu, tuy nhiên giá lại không giữ được cái mức ở cao nhất nên là em này sẽ cần thêm thời gian, và có hay không một cái cây nến xanh ngồi vượt thoát lên thì cái đó thì chúng ta sẽ đi xây dựng những cái điểm đánh tiếp theo. Còn trên góc độ kỹ thuật là khả năng, đây là Hùng đang dự báo nha, khả năng là cái kịch bản là Đạm Phú Mỹ sẽ đánh break vùng 18 để đi vùng 20, đi lên đến vùng 20 là cao. Rồi, chúng ta phân tích nhóm ngành Viettel. Trong nhóm ngành Viettel thì Hùng chỉ phân tích mỗi con CTR thôi, yêu nhất em này, và đúng như vậy, CTR thì chúng ta phân tích một cái sóng lên. Đến thời điểm hiện tại là đã hoàn thành những vùng giá 52 và cổ phiếu đang có những cái điểm điểm test kỹ thuật ở đây cũng tương đối là đẹp, những điểm test kỹ thuật này rất là đẹp. Và với những điểm test kỹ thuật này thì đang kỳ vọng là sang tuần thì cổ phiếu sẽ có một cây nến xanh đánh break nền 52, và khi đánh break được cái nền này á với một cái lực cầu xác nhận khoảng khoảng trên gần 1 triệu cổ phiếu á, thì cái xu hướng tiếp theo nó sẽ đi về khoảng vùng 55 đến vùng 56. Và các tài khoản CTR, các tài khoản đang ôm CTR ở trong team của Lê thì tiếp tục được khuyến nghị là chúng ta tiếp tục cầm. Mã cổ phiếu mía đường QNS đã khuyến nghị mua, và trong cái điểm mua trong cái điểm mà chúng ta phân tích điểm tạo nền á, là ở biên trên ở biên 31, và dự là sẽ đi về khoảng vùng 35, và để về đến vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. SBT SBT trong nhịp này là cầu kéo là đang có vẻ ổn rồi đấy. Tuy nhiên để chúng ta có đánh giá được cái cầu nó ổn định hay không thì chúng ta sẽ cần thêm một cái lực cầu đánh break vùng 16.5. Hiện tại là đang có những cái phiên test và những cái điểm test cung khá là ổn định ở trên vùng 16 như thế này là tốt, và sẽ cần thêm các cái phiên của ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới để xem cái tín hiệu cầu ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cái mã này. LSS thì đang đề cập đến vùng 6.3, đây là cái vùng mà nôm na là có sẽ có những cái điểm hồi phục, và điểm kháng cự của em này bây giờ đang là vùng 7 đó, chạm lại 7 thì nó lại dồi lại thôi. LSS thì trong cái điểm này là đang là những cái điểm đánh ngắn tạo nền. Còn trong một kênh xu thế về dài á là LSS ngon đấy nhá, khi mà nó thoát được cái vùng LSS mà thoát được cái vùng 7 á là coi như là cũng chạy miết đấy. SLS rồi, nó đang có những cái điểm test ở đây, nó Hùng dự test lại nó sau khi những cái điểm tăng này nó sẽ test lại về đây, nhưng mà trong tuần thì nó không test sâu như vậy, nó test ở đây là những điểm test này là điểm test đẹp ở vùng 57.5, có thể mua được 57.5. Đây là những cái vùng mua đẹp để dự một cái lực phục hồi T cộng của SLS ở đây. Trong nhóm ngành dệt may, Hùng phân tích hai mã cổ phiếu đó là TCM. TCM thì đang ổn rồi, và mục tiêu của TCM đó là đi về vùng 3x, và trên con đường đi về 3x như thế này là đẹp, hoàn toàn có thể đi về 3x. Mã cổ phiếu GIL, em này là em ấy lai giữa giữa bất động sản khu công nghiệp và dệt may.
thì GIL trong đoạn này là đánh nhịp xổ số. Nhịp xổ số này được xác nhận ở vùng 35 đến vùng 36, đó là vùng mua, và dự kiến ở khoảng vùng 42 là vùng bán. Rồi, trong tuần thì có nói mua thêm mã cổ phiếu TNG. TNG có khuyến nghị mua. Đây, không biết là mua phiên nào thì mình xem lại. TNG cũng không nhớ tại vì nhiều lắm. Mạng kém nên là đây, 2 ngày. 2 ngày. 2 ngày, 2 ngày. 2 ngày trước là cũng có những cái điểm khuyến nghị mua. Không chỉnh và phải mua ở cái vùng tham chiếu. Và trong phiên ngày hôm nay thì 13.6 với lực cầu tương đối ổn định, và Hùng đang kỳ vọng là những cái điểm 13 chấm mấy đây nhỉ, mua 13.4, 13.5, 13.2, đây những cái điểm đây này, 13, 13 chấm mấy, 13.2 đó, thì đây là những cái điểm, đây là những cái điểm mà chúng ta có thể mua, và đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 14, và chỉ cần chúng ta thoát vùng 14 có một cây nến xanh như này là thôi, chúng ta sẽ xúc full hàng luôn. Quan điểm cùng như vậy, mua cao chúng ta bán cao. Và trend kỹ thuật của TNG tương đối là ổn định. Chúng ta phân tích một số các cái mã ngành của nhóm ngành thủy sản nữa, rồi là chúng ta sẽ đi nói về thị trường anh chị nhé. Còn những mã nào mà chúng ta chưa được phân tích, à cao su trước đi. GVR rất là ok. GVR là một mã cổ phiếu đẹp và đến phiên ngày hôm nay hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 17. Ở vùng giá 17 rồi, còn từ 17 này có đi được tiếp nữa hay không thì cũng sẽ lại tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái nhịp phân tích ngắn ngắn ở đây. Và GVR hoàn toàn có thể đi tiếp, và mục tiêu của GVR 18.5. Ồ, cao thế cả. Nếu mà lên được 18.5 thì không biết là GVR chúng ta mua từ vùng 9.5 ở dưới này mà lên đến tận thế này là gần 100% rồi đấy. GTN, GVR 100% rồi. PHR cao su đang tốt mà các anh chị, giá cao su đang tăng, giá cao su thế giới đang tăng. Rồi PHR đây, trong bản tin tuần thì cũng có nói đến vùng ở đây là vùng 56, 57 ổn định và lực cầu tốt thì sẽ đánh về vùng ở đây là vùng 6x. Và trong tuần thì PHR đã có những cái điểm vượt thoát vùng 6x và sau đó đang có những cái điểm test ở đây này, đó những cái nón úp này rất là đẹp đây. Và lực cầu rồi tất cả mọi thứ đều đang ủng hộ xu hướng của PHR, đang ủng hộ xu hướng của PHR sẽ đi về khoảng vùng 65. Rất là ok. Mã cổ phiếu DRC. DRC đã khuyến nghị bắt thêm khi mà DRC vượt thoát vùng 20 trong tuần vừa qua, đã khuyến nghị bắt thêm ở đây với mục tiêu là DRC sẽ đánh chạm lại về vùng kháng cự mạnh ở đây là vùng 21.5 đến vùng 22. Mã cổ phiếu ship hoàn thành vùng giá mục tiêu ở vùng giá 120, anh chị nhìn thấy ship đánh như này sướng không ạ? Đó, ship. Và về đến vùng này thì khả năng này chỉnh thôi. Nói chung là có hàng, anh em có hàng là canh hàng là chốt thôi. VRG là trong phiên ngày hôm nay đã khuyến nghị bắt lại, bởi vì em này thanh khoản thấp và em này thì nó cũng thuộc cái nhóm gọi là cái nhóm 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 cao su, và khi bắt thì đâu đó ở khoảng vùng 24 mấy đây này, rồi sau cuối phiên thì nó tăng lên. Và em này thì dự kiến là một điểm phục hồi T cộng 3, và dự kiến là nếu mà lên được khoảng vùng 27, 28 thì chúng ta cũng chốt. Thủy sản chúng ta phân tích mã cổ phiếu MPC Minh Phú. Minh Phú đang có những cái điểm test cung và dự kiến là những cái điểm test cung này nó sẽ kết thúc, và vùng hỗ trợ của Minh Phú ở trong cái nhịp này, trong cái điểm test cung này khoảng vùng 26. Rồi lực hồi phục của Minh Phú thì có thể mắc lên được khoảng vùng 28 đến vùng 29. Vĩnh Hoàn, VHC, các tài khoản trong team Hùng Lê đang cầm thì bây giờ chúng ta sẽ canh những cái, chờ những cái điểm test chỉnh, và khả năng nó cũng chỉ test cung ở khoảng vùng 45 thôi. Không gãy lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và đánh đánh break vùng 46.5, tức là chờ một cây nến đánh ở đây, đánh thoát vùng 46.5 thì target tiếp theo của em này sẽ là vùng 50. Sẽ canh ở vùng 50 để chúng ta chốt.
Các cái tín hiệu kỹ thuật rất ổn, rất đẹp. Đó. ANV, phân tích mỗi ANV nữa thôi. ANV hoàn thành vùng giá mục tiêu 22 trong tuần, có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật ở đây tương đối là đẹp. Không gãy vùng 22.5 và hiện tại thì trong phiên ngày hôm nay đã có một điểm test cung sâu ở khoảng vùng 20 23.6. Trong khi đó thì cái vùng mà chúng ta dự chỉnh ở trong cái biên 23.5, các tín hiệu kỹ thuật của ANV hoàn toàn ổn định và sau khi mà hoàn thành cái vùng 22 rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái target của ANV ở khoảng vùng giá 25. Sau những cái phiên test chỉnh kỹ thuật ở đây thì ANV sẽ có xu hướng đánh lên vùng 25 và chúng ta sẽ tiếp tục cầm. ANV đẹp. Rồi các anh chị nhá, còn tất cả những mã cổ phiếu nào chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ liên hệ với Hùng Lê qua cái cách là chúng ta sẽ comment ở dưới các cái bản tin tuần, và bây giờ Hùng sẽ dành 5 phút để chúng ta nói đến thị trường của chúng ta. Như vậy là trong tuần vừa qua Hùng Lê đã có khuyến nghị bắt rất nhiều các mã cổ phiếu, bởi vì chúng ta thấy rằng là thị trường của chúng ta đang có một cái lực hồi phục và phiên giao dịch của phiên ngày thứ hai tuần vừa qua là cái phiên mà đã xác nhận rằng là thị trường của chúng ta tiếp tục có những cái điểm hồi phục tốt và cái điểm C chỉnh ở đây nó không xảy ra, bởi vì VN Index của chúng ta không gãy vùng 935 điểm, VN 30 không gãy vùng 95 điểm và VN 30 F1M không gãy vùng 904 điểm và sâu hơn là vùng 95 điểm. Đó là các cái cột mốc, các cái cột tiêu để giúp chúng ta tiếp tục có những cái định lượng về mặt xu hướng của thị trường. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái lực phục hồi của chỉ số VN Index đã đưa chỉ số này về 966 điểm, tức là chỉ cách cái vùng 970 điểm đến 975 điểm ở đây một phiên đến hai phiên giao dịch nữa thôi. Chính vì vậy nên cái câu chuyện đến thời điểm hiện tại là phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba tuần tới thì gần như tất cả các cái điểm mua trong team của Hùng Lê thì đã về đến tài khoản. Và có hay không một cái nhịp chỉnh ở đây thì cũng sẽ cần quan sát thêm, cần quan sát thêm. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng trước mắt của chúng ta mục tiêu là VN Index sẽ đi về vùng kháng cự mạnh 970 đến 975 điểm. Đối với chỉ số VN 30 thì chúng ta sẽ có vùng 940 điểm ở đây. VN 30 sẽ tiệm cận lại vùng 940 điểm và 9 đến 945 điểm, đó là vùng cũng là cái vùng kháng cự mạnh. Còn trong cái phân tích kỹ thuật là ông đang có hướng đến, ngày xưa là ông có hướng đến cái mốc M3 của chỉ số VN 30, đó là vùng 945 điểm đến 950 điểm. Đây cũng là cái vùng kháng cự mạnh, chính là cái vùng ở đây. VN Index đã bắt đầu, cả thị trường bắt đầu đổ từ đây. Đó thì VN 30 trong tuần tới nó cũng sẽ đi về vùng 940. Sau đó thì đến 945 và 950 điểm. Đây là những cái vùng mà chúng ta cũng phải nhìn thấy những cái sự gập gồ, gập ghềnh ở trước mắt rồi, những cái sự khó khăn ở trước mắt rồi. Còn đối với chỉ số phái sinh, chỉ số phái sinh trong cái tuần mà chúng ta phân tích là chúng ta nói đến cái vùng 904 điểm này nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Và đối với phái sinh thì Hùng sẽ phân tích ở trên góc độ M5. Và tuần tới thì cái vùng 945 điểm đến vùng 950 điểm cũng là cái vùng kháng cự dày của nó ở đây rồi, và rất có thể là trong đáo hạn hợp đồng phái sinh có hay không một cái lực sọt sọt ở trong điểm phá hợp đồng phái sinh thì chúng ta cũng phải lưu tâm đến tuần tới sẽ là một cái tuần mà đáo hạn hợp đồng phái sinh. Chính vì vậy nên là tuần thứ ba mà, đúng không, hình như thế thì nó sẽ có hay không một cái lực sọt đây. Và như vậy là bộ ba chỉ số thị trường VN Index, VN 30 và chỉ số phái sinh tuần tới sẽ đi về vùng kháng cự mạnh và đấy là điểm nhấn kỹ thuật duy nhất của thị trường. Và thời điểm đó thì cũng gần như tất cả các cái vị thế khuyến nghị mua của Hùng Lê trong tuần cũ thì sẽ về đến tài khoản. Tức là muộn nhất là phiên ngày thứ ba thì các vị thế sẽ về đến nơi. Thì đấy là những cái điểm kỹ thuật để chúng ta canh, chúng ta căn cái khoảng cách khi thị trường đi về những vùng kháng cự thì cái cổ phiếu của chúng ta đã về đến tài khoản chưa, nó đang nằm ở đâu và vị thế nó như thế nào. Thì đấy là cái cách mà chúng ta cũng phải tính toán trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Ok, như vậy là Hùng vừa trao đổi với tất cả những anh chị em của chúng ta xong cái nội dung bản tin tuần số 130. Rất
là mong những anh chị em chúng ta đã đồng hành cùng với ông Lê trên kênh YouTube thì sẽ về với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS để tham gia cùng với ông Lê và để nhận định để nhận các cái khuyến nghị của ông ở trong phiên đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có được những cái góc nhìn nó tốt nhất và tối ưu nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo.